Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và một tuần trôi qua thật là nhanh và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để phân tích, đánh giá, định lượng toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài dự báo xu hướng thị trường trong tuần mới và chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu cơ bản, cốt lõi trong cái thời gian vừa qua. Và các anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu nào Hùng Lê nhấn mạnh, những nhóm ngành được hưởng lợi hoặc là những cái nhóm ngành dự kiến có thể tăng mạnh, hoặc là những mã cổ phiếu còn điểm mua thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua. Thêm một ký nữa để Hùng Lê chia sẻ với các anh chị, để các anh chị tránh những cái trường hợp mà đáng tiếc xảy ra. Ví dụ như chúng ta nói về tip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói cái câu chuyện này đầu tiên. Tức là trong một cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích, ví dụ như đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê phân tích tip sẽ về khoảng vùng 30. Tuy nhiên cái câu chuyện là điểm mua của tip thì các anh chị phải biết là trong, nếu như anh chị mà tham gia team của Hùng Lê thì biết được là cái đường đi, cái cách mà Hùng Lê tiếp cận đến cổ phiếu này như thế nào, thì đó là những cái điểm mà ở vùng 18 thì đã khuyến nghị chúng ta mua, và từ vùng 18 lên đến vùng 22 thì đã khuyến nghị chốt một phần, lên đến vùng 25 khuyến nghị chốt một phần. Và như vậy thì bây giờ còn lại cái phần, gọi là một cái phần còn lại ở đây, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể đua lệnh. Tức là gọi là khi chúng ta đã chốt lãi rồi thì chúng ta có thể đua lên đến vùng 3x. Đó, thì cái câu chuyện là một số các anh chị nhầm lẫn với câu chuyện là như vậy là khi mà Hùng Lê phân tích từ cái vùng giá bây giờ hiện tại là khoảng vùng 26 đi. Đó, từ vùng 26 lên vùng 30 thì các anh chị bảo vẫn đang còn cơ hội, thì như thế là ta vẫn còn mua được ở đây. Thì cái câu chuyện là những cái điểm mua ở vùng 25-26 này hoàn toàn có thể được. Đó, nhưng cái câu chuyện là gì? Cái rủi ro rất là cao ở đây rồi, lợi nhuận rất cái mức độ rủi ro ở đây rất là cao rồi. Và cái lợi nhuận chúng ta đạt được thì may mắn, bởi vì khi những cái vùng ở trên này thì may mắn thì chúng ta được tiếp, còn nếu mà không ngay cổ phiếu quay đầu giảm điểm thì như vậy là những cái vùng trên này là không còn để mua. Nhưng cái quá trình mà Hùng phân tích target thì chúng ta vẫn tiếp tục phân tích về vùng 3x đó. Và target 3x là chỉ dành cho những anh chị đang cầm đâu đó khoảng tầm 40% tỷ trọng đó, 40-30% tỷ trọng, tùy cái cách mà các anh chị ra hàng ở vùng 22, ra hàng ở vùng 25 và còn lại một phần hàng nữa thì chúng ta sẽ neo ở vùng 30. Đó, thì câu chuyện là như vậy. Thì trong cái bản tin video số 117 thì chúng ta có phân tích thị trường tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8. Trong đó VN Index có cho phép test cung sâu nhất ở vùng 845 điểm, VN30 ở 788 điểm và phá trinh ở 780 điểm. Thì chúng ta sẽ nói đến nhanh cái câu chuyện trong tuần vừa qua, thì đó là VN Index. Chúng ta có thể thấy rằng đây, trong một tuần thì những cái điểm mà VN Index test gần như là, các anh chị để ý thấy rằng những cái cây nến đóng phiên thì gần như là VN Index đều đóng ở trên vùng 845 điểm. Duy nhất chỉ có phiên ngày thứ hai là cái phiên mà VN Index đã thọc sâu xuống ở đây là vùng 842 điểm và sau đó thì rút chân lên. Đối với chỉ số VN Index thì trong tuần vừa qua cũng là một tuần gần như là chỉ số này tích lũy ở trong một cái biên độ hẹp, và phiên cuối tuần thì có một cái điểm đánh lên ở đây, thì tí nữa thì chúng ta sẽ nói sâu về cái phiên cuối tuần. Và trong cái tuần vừa qua thì đáo hạn hợp đồng phái sinh cũng là một cái phiên điểm nhấn rất là quan trọng. Và trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì đầu phiên thì thị trường kéo lên rất là sung và sau đó thì cuối phiên bị mất điểm. Tí nữa thì đến cái chỉ số về phái sinh thì cũng sẽ nói về những cái ý đồ tạo lập của chỉ số này. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta có đề cập đến vùng 788-785 điểm. Thì trong tuần vừa qua thì VN30 đã có những cái điểm mà đánh chạm về vùng 785 điểm, và phiên kết tuần thì đang có những điểm hút lên, tức là hút thoát cái vùng 790 điểm. Và đối với chỉ số VN30 thì trong tuần vừa qua, đó là tuần đáo hạn hợp đồng phá sinh, thì trong bản điểm tin thì chúng ta có nói đến những cái điểm mà phái sinh trả sâu nhất có thể đạt cho phép, đó là vùng 780 điểm. Thì tại sao chúng ta lại đưa ra những con số như thế này? Đây là những con số để làm gì? Để chúng ta biết được là phái sinh đã bị gãy hoàn toàn chen long chưa? Đó, và cái xu hướng của phái sinh nó là một cái xu hướng rất là quan trọng để giúp một phần, để giúp cho chúng ta định lượng được cái thị trường chứng khoán cơ sở. Và đối với biểu đồ phái sinh thì chúng ta cần phải xem trên biểu đồ M5. Đây thì chúng ta sẽ nói đến phái sinh.
Thì đây là cái điểm bắt đầu mà chúng ta ra bản tin video số 117, và trong tuần thì chúng ta nhìn thấy là phái sinh đã có hai lần trả cung về đâu đó khoảng vùng 781,3 điểm sâu nhất ở đây. Đây là một điểm và đây là một điểm nữa. Đó, thì khi chạm về những cái điểm hỗ trợ này thì chỉ số phái sinh đều có xu hướng bật lên, đều có xu hướng bật lên. Và cái điểm tựa của phái sinh đó là vùng 780 điểm có một cái ý nghĩa và một cái vai trò quan trọng như vậy. Chính vì vậy nên là mình đưa cái mốc hỗ trợ đó để cho các anh chị của chúng ta có thể quan sát được. Đó. Còn đối với phái sinh thì bây giờ hiện tại là như thế này, thì là cuối tuần đã kéo lên ở vùng 792 điểm, và cái vùng kháng cự của cái chỉ số này ở đâu đó khoảng vùng 795 điểm. Và tuần tới sẽ là một tuần rất là vui, rất là vui, và chúng ta sẽ có rất nhiều những cái dữ liệu quan trọng để quan sát ở trong phiên. Và tất cả các bản tin của ông Lê thì là bản tin phân tích tuần. Chính vì vậy nên nếu như anh chị muốn tham gia và muốn cập nhật những cái cập nhật tối ưu nhất thì các anh chị có thể về đồng hành cùng với team của ông Lê. Thì cùng với câu chuyện là bản tin tuần thì thường là tối chủ nhật thì cũng sẽ có một cái bản tin phân tích lại một số các cái mã cổ phiếu cũng như là định lượng về thị trường. Và trong tuần vừa rồi thì cũng đánh giá thêm một cái nhóm ngành, đó là nhóm ngành dược. Đó, còn lại một số cái nhóm ngành ví dụ như là nhóm ngành bất động sản, công nghiệp thì đang đi vào một cái giai đoạn chạy nước rút, và đây là một cái giai đoạn cuối cùng của một con sóng tăng lớn, và chúng ta sẽ chủ động để chúng ta ra hàng, không còn những cái điểm mua nữa, mặc dù có những cái target chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Ở nhóm chứng khoán và nhóm dầu khí thì đang hình thành nền tích lũy của một cái sóng trung hạn, và chiến lược của cái nhóm này đó là chúng ta chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, chạm kháng cự thì chúng ta bán. Đối với nhóm ngành xây lắp thì chúng ta tập trung một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị được hưởng lợi từ đầu tư công, ví dụ như là HDG, HDC, Cô Tích Công, C4G, NRC, rồi VVCG. Đó, một số cái mã đấy là nó sẽ cơ bản là sẽ được hưởng lợi từ những cái câu chuyện đầu tư công. Và tập trung đánh các cái nhóm ngành dự kiến hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm 2020 thì đó là những nhóm ngành nào? Thứ nhất là nhóm ngành về công nghệ, đúng không ạ? Khi bệnh dịch Covid nổ ra càng nghiêm trọng bao nhiêu thì cái câu chuyện về công nghệ nó lại càng được lên ngôi, và trong cái họa của ngành này thì nó lại trở thành một cái thế mạnh của ngành kia. Các anh chị lưu ý như vậy. Hoặc là nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi trong khi mà Covid vẫn tiếp tục, ví dụ như là nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, đúng không ạ? Rất nhiều các doanh nghiệp Nhật bắt đầu nhổ neo từ Trung Quốc, rồi Liên minh châu Âu, rồi Hiệp định EVFTA, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam. Rồi tiếp theo, những nhóm ngành nào có thể được hưởng lợi nữa, đó là nhóm ngành cảng biển và nhóm ngành vận tải biển, cảng biển, đúng không ạ? Khi Covid được khống chế, giao thương quay trở lại, nhóm ngành cảng biển sẽ là một trong những cái nhóm ngành, và những cái mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích, ví dụ VSC, Zimadep, HAH, CCL, rồi TLC, vân vân. Đó, và một số các nhóm ngành được hưởng lợi từ đầu tư công đó là gì? Đó là vật liệu xây dựng, xi măng, sắt, thép, tôn, rồi nhựa, đó, rồi đá, mỏ đá, ví dụ như vậy. Thì ví dụ như KSBD, AH, rồi HT1, PLP, Bagona, CVT, PLP, vân vân. Và trong tuần vừa qua thì Hùng đánh giá thêm nhóm ngành dược, và nhóm ngành dược thì đã khuyến nghị, tức là phiên ngày thứ 6 khuyến nghị mua dược Việt Nam, và tiếp tục nói đến IMP, nói đến dược Hà Tây, nói đến Domeco, và những mã cổ phiếu trong ngành dược. Và sau đó thì Hùng có phân tích một số các cái mã cổ phiếu rất rất nhiều, ví dụ như VCG đó. Rồi, ok, nhiều lắm. Và trong một tuần thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái dữ liệu của tuần. Chính vì vậy đây, ví dụ như IMP cũng phân tích rất là chi tiết. Thì cái câu chuyện là thị trường chứng khoán nó là thiên biến vạn hóa, và nó phải cần dữ liệu từng tuần, xin lỗi cả nhà, từng ngày, để ông có những cái phân tích, những cái đánh giá định lượng và những cái ý đồ trong ngày ấy, nó rất là quan trọng. Đó, ví dụ như cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, về mặt lý thuyết là tạo lập sẽ hoàn toàn có thể đạp mạnh của phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh. Lý do là đầu phiên đã kéo rất là mạnh, và cuối phiên thì bị mất cái thế mạnh đó, thì sẽ dẫn đến một cái hiện tượng tâm lý của nhà đầu tư, đó là như vậy là các ông kéo để kéo xả, và như vậy thì chỉ cần tạo lập, chỉ cần tạo một mùi lửa thôi thì cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh là sẽ sọt rất là mạnh. Tuy nhiên chúng ta lại thấy là cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì thị trường rất là êm đềm, đúng không ạ? VN30 cũng có giảm mấy đâu ạ, chỉ về đến vùng 780, và sau đó thì cuối phiên
đúng không ạ, cuối phiên lại lại nhẹ nhàng kéo lên như vậy, thì đấy là những cái ý đồ của từng phiên, thì chúng ta phân tích sâu những cái câu chuyện đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản của các nhóm ngành, sau đó thì Hùng sẽ có một vài phân tích định lượng về thị trường. Ở VIX ở giai đoạn hiện tại không có gì các anh chị nhé, đó nó đi như thế này thì có đáng để đầu tư không ạ? Không đáng để đầu tư. Vinhome, câu chuyện Vinhome thì các một số các anh chị thì có hỏi Hùng là có tham gia không, thì bây giờ cái câu chuyện là Vinhome đi ngang 2 tuần ở quanh vùng giá 79 đến vùng giá 80 ở trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì Vinhome kéo lên, nhưng kết cục là Vinhome cũng không giữ được. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây cũng là một cây nến kéo lên và Vinhome không giữ được, và sau đó thì Vinhome bị một cây nến đỏ, và đây cũng là một cái cây nến kết tuần của Vinhome đã bị mất vùng 80, như thế nó là cũng là chưa được thực sự là đẹp. Nên câu chuyện là gì, khi mà phiếu đã chạm về những cái vùng kháng cự dày mà đi ngang như thế này, chúng ta hạn chế chúng ta mua, đó là quan điểm của Hùng. Và có thể Vinhome sang tuần sẽ có những điểm chỉnh trả cung trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng trở lại nếu có. Ở VRE trong giai đoạn hiện tại thì cũng gần như cái động lực nó không có, và những cái câu chuyện đi ngang đi ngửa như này thì cũng không đáng để chúng ta tham gia. Nếu có tham gia thì chúng ta phải tham gia ở những cái vùng hỗ trợ, ví dụ vùng giá 25, còn lại lên đến những cái vùng kháng cự lình trình như vậy thì chúng ta cũng hạn chế để chúng ta ra tham gia. Cổ phiếu Sabico SAB thì chúng ta có thể đọc một số cái thông tin thì thấy rằng là anh Thái Mạch đã bị giảm rất là nhiều đó, và những cái tác động giảm đó thì một phần do Covid, một phần do nghị định 110 của chính phủ đúng không, và cấm bia rượu. Ở giai đoạn hiện tại thì Sabico tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 180, và biên hỗ trợ dưới của Sabico ở đây là vùng 165. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì cũng cần thêm tín hiệu để Hùng có thể định lượng thêm. Còn cơ bản là thiên về kịch bản đi ngang và thiên về xu hướng giảm giá. Vinamilk. Đối với Vinamilk, vùng kháng cự của Vinamilk ở đây là vùng 118, thì hiện tại là 2 tuần chúng ta chưa có những cái điều kiện để cổ phiếu này vượt qua. Và tuần vừa qua thì cũng gần như Vinamilk chạm về vùng kháng cự 118, và sau đó thì cổ phiếu Vinamilk đã đổ về cái vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 114, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Giai đoạn này thì Hùng cũng không có khuyến nghị tham gia đầu tư Vinamilk, bởi vì là nó gặp những cái vùng kháng cự mà nó lình xình như này thì nó cũng chưa có những cái điểm để cho chúng ta có thể tham gia. VRC. Nhóm ngành hàng không. Quan điểm đó là hồi để ra và không có nhiều động lực. VDC thì cũng như vậy thôi. Hiện tại là đang đi ngang siết chặt ở khoảng vùng 100 và cũng chưa có nhiều động lực. Đối với HVN cũng tương tự như vậy, HVN đang đi ngang ở quanh vùng 24 đến vùng 25, và về cơ bản thì HVN cũng không có nhiều động lực để tiếp tục tăng giá ở đây, dòng tiền tiếp tục cạn. Thì trong cái trường hợp nếu như sang tuần mà HVN mà bị gãy khoảng vùng 24 thì các anh chị của chúng ta đang cầm nắm thì chúng ta cũng có thể chốt đi, còn nếu mà nó vẫn đi ngang được ở trong cái biên 24-25 này thì chúng ta nắm tiếp để chúng ta chờ. ACV cũng không có nhiều động lực các anh chị, tiếp tục đi ngang, và nói chung là nhóm ngành hàng không thì thời điểm này là Hùng sẽ khuyến nghị là chúng ta nên tránh. BVH Bảo Việt trong 2 tuần vừa qua thì nói chung là đi ngang thôi, đi ngang ở trong cái vùng ở đây, đó là vùng biên 44 đến vùng 45.5. Biên này hiện tại thì dòng tiền cũng đang cạn, và nói chung là Bảo Việt cũng không có nhiều động lực. Nói chung là không có nhiều động lực nên là chúng ta cũng không có tham gia. Chúng ta có rất nhiều các cái mã cổ phiếu đẹp. Mansan. Đối với Mansan thì một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ vùng 52 đã mua được chưa, thì theo Hùng là cứ bình tĩnh từ từ. Bởi vì Mansan á, thì chúng ta có một cái chiến lược đã nói với các anh chị rồi, đó là chạm với vùng hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm với vùng kháng cự chúng ta bán. Tức là cái vùng kháng cự đây nó là khoảng vùng 55 đến vùng 56, và các anh chị đảo hàng thì cái cách đảo hàng là khi mà chúng ta mua được ở vùng thấp thì đến vùng này chúng ta lãi 1 đến 2.000 là chúng ta phải bán ra cho chúng ta ôm lại. Thì Hùng nhận thấy là một số các tài khoản là không bán ra ở vùng 26 55 54 55 này,
Đó, vẫn ôm lại, và cái câu chuyện là như vậy thì cổ phiếu lại về đến vùng 52, và như vậy thì câu chuyện là chúng ta không phải là cái phương pháp chém cá tiến thớt đó. Thì với tín hiệu của Mansan ở thời điểm hiện tại thì có thể là phiên trong tuần tới Mansan sẽ tiếp tục có những cái điểm đi ngang, lình xình đi ngang tích lũy ở quanh vùng 52, thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái vùng 52 này. Nếu mà không gãy mà có tín hiệu thì cũng sẽ báo lên room đối với Mansan. Một mã cổ phiếu nữa trong họ Mansan đó là cổ phiếu MCH. Thì bản thân là MCH có một cái đường đi, đó là cổ phiếu này thì thường đi chậm, thường đi chậm. Và trước đây thì cổ phiếu này chúng ta phân tích ở cái vùng ở đâu đó khoảng vùng 61 đến vùng 63 sau chia. Các anh chị lưu ý là cổ phiếu này vừa mới chia và có những cái mục tiêu thì đã hoàn thành. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang đánh giá MCH ở đâu đó ở đây ở vùng 71, và MCH đang có 2 tuần đi ngang khá là đẹp ở vùng 71, và lực cầu quay trở lại thì có thể MCH sẽ đánh chạm vùng 75. Cổ phiếu này thanh khoản thấp, đường đi của nó thì nó đi chậm nên là sẽ thích hợp với những anh chị nào mà cũng kiểu đại loại như là đi chậm chậm thôi, chứ còn nếu mà sốt ruột nó đi nhanh thì nó cũng sẽ đi không đi nhanh được. MWG, bản thân MWG ngành bán lẻ thì nó sẽ chịu những cái tác động cơ bản về dịch Covid và chúng ta cũng nên tránh. Hiện tại thì đi ngang ở vùng 80, và chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta rất nhiều những mã cổ phiếu đẹp. Tí nữa thì cũng sẽ phân tích những mã cổ phiếu đẹp mà cũng đã khuyến nghị. Trong khi cổ phiếu nó cứ đi ngang như này thì có thấy chán không ạ? Rất là chán, nên là tốt nhất là tránh xa nó ra, đúng không ạ? PNG, PNG cũng như vậy, không có động lực và đi ngang như này thì cũng bỏ qua. Đây, Bình Minh. Đó. Nó đẹp như thế này các anh chị, tại sao chúng ta lại không 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 chú ý đến những cái mã cổ phiếu như này đó? Thì vì sao nó đẹp? Thì Bình Minh là một mã cổ phiếu về nhóm ngành nhựa, và chắc chắn rồi, khi hoạt động đầu tư công được tiếp tục khơi thông và cái câu chuyện về xây dựng thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu được hưởng lợi. Và cái điều quan trọng hơn đó là Hùng có nói đến câu chuyện là Bình Minh đã đi vào một cái câu chuyện là một cái sóng trung hạn, và khi cổ phiếu đi vào một cái sóng trung hạn thì cái mục tiêu của chúng ta là chạm hỗ trợ thì chúng ta sẽ mua, và chạm kháng cự thì chúng ta sẽ bán. Thì trong tuần vừa qua Bình Minh đã giao dịch rất là tích cực, khi mà Bình Minh đạt được cái target ở vùng 55 ở trong một cái nhịp chúng ta phân tích ở bên này thì Bình Minh đã giảm chỉnh giảm và có đưa ra được một cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 46, và vùng này không gãy thì cổ phiếu sẽ tiếp tục cán lại cái vùng ở đây là vùng 52, vượt thoát vùng 52 cổ phiếu sẽ đi về vùng 55, vượt thoát 55 thì cổ phiếu này sẽ đi về vùng 60. Và với Bình Minh với một cái lực đánh như hiện tại thì Bình Minh hoàn toàn cán cột mốc 60 ở sang cái tuần mới thì Bình Minh hoàn toàn có thể cán cái cột mốc này, và như vậy cũng rất là ok. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bình Minh thì rất là đẹp luôn, nó tăng rất là đẹp. Một số các mã cổ phiếu của ngành nhựa thì chúng ta sẽ phân tích luôn, ví dụ như là APH. Đối với APH thì là một mã cổ phiếu mới lên sàn, tuy nhiên là cái đội đánh của nó cũng thật là kinh khủng. Và vẫn nói với các anh chị là hơi tiếc ở cái đoạn vùng 55, 56 và xu hướng hiện tại của APH thì vẫn tiếp tục tăng giá. Đây là một cái mã cổ phiếu mà lead ngành nhựa rất là ok. Một mã cổ phiếu DAG khuyến nghị đầu tư, đó là một cái mã cổ phiếu hôm nay cũng rất là đẹp luôn. DAG là một cái mã cổ phiếu pen của cổ phiếu ngành nhựa, nhóm ngành Đông Á, nhựa Đông Á. Và chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ ở đây đó là ở vùng 5.4 và vùng kháng cự ở đây đó là vùng 6.2, thì ngày hôm nay là DAG cũng đã vượt thoát vùng 6.2, và cổ phiếu DAG này là cũng đã có phân tích cho các anh chị trong cái nhóm ngành nhựa rồi. Chúng ta nói luôn nhóm cổ ngành nhựa nữa, cổ phiếu Bagona. Thì Bagona là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị lên thuyền. Và vùng hỗ trợ của Baona, vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 11.7 đến vùng 12, và mục tiêu ngắn thì Baona sẽ đánh chạm về vùng 13, mạnh hơn sẽ là khoảng vùng 13.5 đến vùng 14, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của cổ phiếu Baona này. Baona thì cũng sẽ là một mã cổ phiếu mà dưới góc nhìn của Hùng sẽ là đẹp và sẽ đánh ở trong những cái thời gian sắp tới. PLP là một mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa thì đã tức là cái phần mà chia cổ tức á, vì mới chia cổ tức xong thì như chia cổ tức xong là nó về đến tận ở đâu đâu ở dưới vùng 6.6
6.5 này hay là 6 là 7 này. Đấy, chính là cái phiên này. Và sau đó thì về đến vùng ở trên 8.15 trên này thì đã khuyến nghị bán cái phần gốc, còn phần cổ tức thì các anh chị sẽ cầm lại. PLP nếu chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật. Trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này cũng sẽ có những cái nhịp tăng. Và cái phần cổ tức thì chúng ta cầm nắm lại thôi. Ok. G cơ điện lạnh G. G thì đâu chúng ta sẽ xem G ở đây. G là một mã cổ phiếu mà Hùng có nói vui với các anh chị là cổ phiếu hồi xuân. Thì tại vì sao lại nói là cổ phiếu hồi xuân? Bởi vì G là một cái blue chip mà niêm yết một trong hai mã cổ phiếu đầu tiên niêm yết tại sàn chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử quá trình đi của G trong cái thời điểm hiện tại là G nó đi rất là chậm, nên là già rồi các anh chị, già rồi đi chậm. Cái vùng mà chúng ta nói đến hỗ trợ của G để khuyến nghị trong cái nhịp này 30 đến vùng 31, kháng cự ở đây là vùng 36. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của G thì G có thể sẽ đánh chạm vùng 36 và mạnh hơn sẽ là ở vùng 37 là vùng đỉnh. Thì cũng đã có những phân tích khuyến nghị cho các anh chị rồi, là vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta ra G. Đó, thì khi các anh chị về đồng hành cùng với team Hùng Lê xem những cái bản tin phân tích của Hùng Lê thì chắc chắn là các anh chị sẽ không mua G ở vùng 36 đến vùng 37, và sẽ có một số anh chị nào đó đó sẽ mua G ở vùng này. Chúng ta mua ở vùng thấp ở dưới này đúng không ạ? Chính là cái vùng đây này, 31.5 đến vùng 32 không gãy. Các anh chị xem lại những cái bản tin từ rất sớm của Hùng khi Hùng phân tích mã cổ phiếu G. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành công nghệ. Thì nhóm ngành công nghệ là gì? Nhóm ngành công nghệ là nhóm ngành mà sẽ được hưởng lợi từ dịch bệnh, và một cái câu chuyện là nó sẽ là một trong những nhóm ngành hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất của năm 2020. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng ở cái báo cáo tài chính quý 2 của nhóm ngành công nghệ cực kỳ là tốt, gần như là hoàn thành kế hoạch và vượt mức, và có những cái gọi là rất là tuyệt vời luôn. Thì bản thân FPT ở trong một cái vùng, Hùng đã tìm cái vùng hỗ trợ cho anh chị đây, 43.5 và vùng kháng cự của FPT ở thời điểm hiện tại thôi, chúng ta đưa về đây đó là khoảng vùng 48. Và câu chuyện là một số anh chị hỏi là bây giờ có mua không, thì tại sao chúng ta phải mua FPT ở vùng 47 đúng không ạ? Bởi vì nó không còn an toàn nữa, ở vùng 47 lên 48 chúng ta để tăng là 1.000 mà lại gặp phải những vấn đề. Nó vượt được thì ok, nhưng mà nó không vượt được thì chúng ta sẽ xử lý như nào? Nên khi mà cổ phiếu đã chạy quá trớn hoặc quá đà thì chúng ta tạm thời là chúng ta sẽ chờ, kiên nhẫn chờ, nó giống như một con cá sấu nó rình mồi ấy. Đó, đi DGW 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 ở trong giai đoạn hiện tại là chúng ta nói đến ở cái vùng ở đây. Đây các anh chị này, vùng ở đây là vùng 39, đây là vùng hỗ trợ, và từ vùng này thì cổ phiếu có xu hướng đánh lại vùng 44 đến vùng 45. Trong trong tuần thì đây là một cái phiên đột biến về khối lượng, thì Hùng có nói với các anh chị rồi là chúng ta hãy cứ bình tĩnh, bởi vì kiểu gì là ông này ông sẽ test lại, và đây đang là những cái phiên test lại. Những cái phiên test này sẽ được đánh giá là tích cực nếu như đẹp nhất là ông trả hết đi, trả về khoảng vùng 44, và từ vùng 44 này thì lực cầu quay trở lại. Như vậy chúng ta sẽ cần thêm khoảng 1 đến 3 phiên nữa đó để chúng ta tiếp tục bám sát những cái hoạt động của DGW. Và với lực đánh như thế này và với một cái cách đi ý đồ tạo lập của cổ phiếu DGW thì nhịp này là DGW sẽ đánh về vùng 50. Như vậy thì chúng ta sẽ canh phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới có những cái điểm mua đẹp thì chúng ta tạm thời là chúng ta lướt lát em này một tí. Đó, được ăn, được khả năng ăn được T cộng. Ok. Một cổ phiếu CMG, các anh chị nhớ không ạ? Đó, CMG thì là một cái mã mà chúng ta phân tích ở một cái biên 27.5 đến biên 32. Và trong tuần thì CMG cũng đã vượt thoát vùng 32. Đó, vượt thoát vùng 32 ở đây. Thế vượt thoát rồi, vượt thoát ở vùng 32 đây rồi. Đấy, vượt thoát ở vùng 32 đây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như nào? Thì về quan điểm là trong tất cả các phân tích khuyến nghị Hùng là khi cổ phiếu gặp kháng cự chúng ta sẽ ra hàng. Và chúng ta sẽ ra mắc khoảng tầm 50% tỷ trọng, còn nếu không sẽ ra 40% tỷ trọng. Thế thì câu chuyện như vậy để chúng ta rất là an toàn. Thì kịch bản nào cho CMG? Đó là CMG sẽ trả cung. Các anh chị yên tâm là như vậy chưa chạy được đâu. Sẽ test lại khoảng vùng 32, thậm chí là có thể vùng 31.5, loanh quanh ở vùng này cũng song trùng với quả ông DGW nữa. Đó, thì vùng này không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ mua lại. Ví dụ trường hợp như là cổ phiếu mà không gãy vùng 32
Đó thì chúng ta chấp nhận mua lại 32, chúng ta mất phí và như vậy chúng ta vẫn nắm giữ 100% cổ phiếu chúng ta đã mua, nhưng cái việc mà chúng ta an toàn rất là nhiều. Đó, rất nhiều những mã cổ phiếu chạm kháng cự là bị giảm tới bến luôn. Nên là chúng ta cứ an toàn như vậy. Một cái nguyên tắc như vậy chúng ta đề ra trong cái phân tích đầu tư. Đó. Còn ngược lại nếu như cái vùng 32 này không gãy, cổ phiếu tích lũy ổn định trở lại thì ok, đó, chúng ta sẽ có target tiếp theo của vùng 32, có thể đánh chạm vùng 35, thậm chí là cổ phiếu công nghệ mà được hưởng lợi nên là vùng 4x là hoàn toàn có thể đối với CMG. Đó, thì câu chuyện là như vậy, thì chúng ta sẽ bám sát tiếp những cái tín hiệu tiếp theo của cổ phiếu. Ok. Như vậy là hết nhóm ngành công nghệ, nhóm ngành xây lắp chúng ta phân tích qua thôi, một số nhóm ngành xây lắp để chúng ta tập trung vào những nhóm ngành khác nó ok hơn. Ở Novaland, Novaland thì như nào nhỉ? À, Novaland thì đây vùng 60-64 và như vậy là ý đồ tạo lập vẫn đang giữ, các anh chị nhé, vẫn đang giữ nhịp ở đây vùng 62 đến vùng 64. Chưa có ý định buông tha và có thể là cổ phiếu này cạn cung, sẽ cạn cung thêm. Và trong cái điểm cạn cung này thì cái tọa độ là sang tuần tới thì Novaland kéo song trùng với các nhóm ngành khác kéo để chúng ta đưa cái chỉ số của VN Index của chúng ta đi đến một cái đoạn nào, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái kịch bản của thị trường ở cuối phiên, cuối bản tin này. Và như vậy thì Novaland vẫn kỳ vọng một cái câu chuyện tiếp tục đi lên. Cô Tích Công là một mã cổ phiếu Hùng đánh giá rằng là đã chuyển thành một cái kênh xu thế trung hạn rồi, và ở cái vùng kháng cự của nó là vùng 80, chúng ta tạm ra hàng và chúng ta sẽ canh để chúng ta cover lại cái lượng hàng, hoặc là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta ra hết thì chúng ta sẽ cover lại ở khoảng vùng 73 đến vùng 73.5. Cổ phiếu VCS trong giai đoạn hiện tại là đánh nó hơi mang một cái tính chất là kéo rồi đi ngang. Thì bản thân là phiên ngày hôm nay thì VCS đã đánh vượt thoát ở đây, vượt thoát nền vùng 62, nhưng mà chen của VCS ở trong cái giai đoạn hiện tại này cũng chưa được đẹp lắm. Chính vì vậy nên là cũng chưa có khuyến nghị đầu tư. Còn quan trọng còn trong cái điểm hồi phục này thì như vậy là VCS sẽ có thể đánh chạm lại vùng kháng cự ở đây, lực cầu này thì sẽ đánh chạm lại vùng kháng cự 68. Thì các anh chị mà có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt. HTN là một mã cổ phiếu khá là mới và chúng ta phân tích cổ phiếu này ở vùng hỗ trợ 17.5, vùng kháng cự ở vùng 20. Vừa thoát được vùng 20 thì cổ phiếu này cũng có thể sẽ bắt đầu một cái kênh xu thế mới và kênh xu thế dài, và đây đang là những cái điểm mua để đón đầu một kênh xu thế. Mà HDC là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Đúng không? Các anh chị nhìn thấy đây, chúng ta nhìn trên trend tuần thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái câu chuyện là HDC đang đi những cái trend tuần rất là đẹp và rất là bền vững. Còn trên biểu đồ nến ngày, đúng không? Chúng ta thấy đây, đó là Hùng có phân tích cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 15.3. Từ vùng này thì cổ phiếu có xu hướng đánh vượt lại vùng 17. Chạm vùng 17 và vượt vùng 17 thì cổ phiếu sẽ có những cái sự thăng hoa, và trong tuần trước thì cổ phiếu HDC đã đánh vượt thoát vùng 17 rất là đẹp. Và những cái phiên test và tuần vừa qua thì HDC đã có những cái phiên test phải nói là không có gì đẹp hơn. Bởi vì trong những cái phiên test này về mặt lý thuyết là có thể test cung lại về vùng 17, nhưng mà đây cái phiên ngày thứ hai là cổ phiếu này chỉ có thấp nhất ở vùng 17.4 và sau đó thì kéo lên ở cái vùng neo đậu ở cái vùng 18. Và với tình hình thực tế hiện tại và trend tuần như hiện tại thì HDC hoàn toàn có thể cán mốc 19.5, mạnh hơn thì có thể vùng 20-21 ở trên này, và chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế và Hùng sẽ liên tục cập nhật cho các anh chị về xu thế của cổ phiếu. Đây, ví dụ để Hùng sẽ đánh cho các anh chị thấy nhé, HDC. Đó, 8 ngày chúng ta nói này, 4 ngày vừa rồi chúng ta nói này, 3 ngày vừa rồi chúng ta nói này, đó, ví dụ như vậy. Thì mục tiêu vẫn không có gì thay đổi, vùng 19 đến vùng 20, tức là chúng ta liên tục cập nhật những mã cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích, những mã cổ phiếu đẹp liên tục như vậy. Có biến gì đồng sẽ có những cái cập nhật liên tục như vậy để các anh chị rất là dễ để theo dõi. HDG, câu chuyện về HDG là câu chuyện về một ông làm về xây dựng và đang có những cái dấu hiệu lớn mạnh. Và lớn mạnh như thế nào thì các anh chị tự tìm hiểu. Đó, ví dụ như là ngành năng lượng, HDG cũng đang lấn sân sang. Và hôm qua thì cũng có nói vui ở trên HDG đấy, các anh chị có nói vui là những anh chị nào mà
mà đây này, nói về HDG này, về kịch bản nhá. Xong đó thì ai mà phân tích được cái báo cáo tài chính của HDG thì có thể phân tích cái báo cáo tài chính thứ hai đấy, để chúng ta biết được cái cơ cấu, những cái cơ cấu đưa lại về doanh thu và lợi nhuận của HDG, mổ xẻ nó ra sâu vào để chúng ta sẽ biết được. Thì về xu thế HDG thì các anh chị trong team của Lê cũng đang nắm, và kịch bản là trong nhịp này thì HDG theo như cái cách quan sát đường đi của nó thì Hùng dự báo là cổ phiếu này sẽ đánh vượt đỉnh anh chị, sẽ vượt đỉnh. Và trên trên biểu đồ nến tuần thì như thế này, là về xét về lý thuyết ở trên biểu đồ nến tuần là cổ phiếu này đã có tuần vượt đỉnh, bởi vì nến tuần ở ở đây đó là nó chỉ đóng ở đây, các anh chị nhìn thấy ở đóng ở vùng 22.4, và tuần này thì đã lên 22.9, tức là trên nến tuần của HDG đã vượt đỉnh. Và câu chuyện là HDG kỳ vọng sẽ đánh vượt vùng 24, và sau đó thì Hùng sẽ tiếp tục có những cập nhật có thể mạnh hơn, có thể về vùng 26, thậm chí vùng 28 và vùng 3x. Bởi vì HDG là câu chuyện của HDG bây giờ là sóng khỏe rồi, chứ nó không phải là sóng yếu nữa. Đạt Phương thì vẫn kết quả kinh doanh tốt, tuy nhiên Đạt Phương thì chưa thoát xong nền, và chúng ta vẫn theo dõi cổ phiếu này, và sẽ có ngày cổ phiếu này sẽ đâm chồi nảy lộc, sẽ nở hoa và sẽ có một cái trend đánh tưng bừng cho các anh chị. Cứ chờ đi, cứ tin Hùng đi. Rồi CRE là một cái mã cổ phiếu mà cũng rất là đẹp, và các anh chị trong team của Hùng thì cũng đang nắm, nhưng đến thời điểm này Hùng đã có khuyến nghị rồi, vùng 22.5, 2.5 là vùng kháng cự thì chúng ta cũng canh để chúng ta ra, và như vậy thì CRE cũng đã có một cái nhịp đánh tương đối là đẹp rồi, và lợi nhuận thì cũng ổn áp rồi đó. Mã cổ phiếu IDG là mã cổ phiếu Hùng nói vui đó là mua để uống trà đá, thì cũng đã có khuyến nghị với các anh chị lên thuyền. Tuy nhiên là IDG thì cái tính đầu cơ các anh chị ơi nó cao lắm, nên là không phải là câu chuyện uống trà đá đâu. Nếu như trong cái trường hợp này mà IDG mà đánh vượt thoát đỉnh, tức là chúng ta sẽ xem ở đây là đánh vượt thoát đỉnh 18, thì câu chuyện của nó là IDG sẽ cũng là một cái mã cổ phiếu khủng hoảng trong nhóm ngành xây lắp, bởi vì là cái tiềm lực các anh chị có thể đi sâu hơn một tí, tức là trên báo cáo tài chính thì có thể nó chưa thể hiện, nhưng mà đằng sau đó các anh chị có những cái thông tin riêng về mã cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể tham khảo thêm. Đây là một mã cổ phiếu gọi là sóng ngầm đấy, sóng ngầm của ngành xây dựng, nên chú ý. Ok, nhóm ngành xây lắp thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành dầu khí. Ok. Về nhóm ngành dầu khí ở trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là nhóm ngành dầu khí đang chuyển mình, đang ở trong một cái kênh tích lũy dài, và sau cái kênh tích lũy dài đó thì chúng ta sẽ nói đến một cái sóng của cổ phiếu, sóng của cổ phiếu, sóng của nhóm ngành. Hiện tại thì nhóm ngành dầu khí cũng chưa có nhiều những cái dấu hiệu khởi sắc, nên là tạm thời thì chúng ta cũng chấp nhận ở trong một cái biên tương đối đó, biên tương đối của GAT đó là đây, các anh chị hỗ trợ 645 và kháng cự ở vùng 73. Đây các anh chị nhìn thấy này, phiên trong tuần có phiên nào lên đến 73 phát nó bị đạp luôn. Thì trong trong cái biên tích lũy ngắn như này thì như nào nhỉ? Đây. Ok, như vậy là chạm xít soát đến vùng 73 luôn các anh chị, như đạp luôn. Đó, như đạp luôn. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thể theo dõi lại gát, có thể những cái điểm trả cung ở khoảng vùng 70. 70 đến vùng 71, và sang tuần thì GAT sẽ có những cái điểm đánh ngang ở đây, và kỳ vọng GAT đánh vượt thoát vùng 73. Nhịp này có thoát được không? Thoát được đấy, có khi là thoát đấy. Thì thoát được 73 thì cái kháng cự trước mắt của em này đó là ở vùng 80. Mua thì cũng chưa kết lắm, chưa kết. PVD có một vùng kháng cự đây 11, và hiện tại thì em này cũng cũng đang đi vòng vo như vậy thôi. Kháng cự xa xa ở đây, kháng cự xa xa ở đây là vùng 12. Và PVD nếu chúng ta tính toán một cái tọa độ mà để chúng ta đón nhận một sóng dài PVD thì có thể hoàn toàn có thể quanh vùng 10. Thì chúng ta vào dần khoảng từ 10%, sau đó thì chúng ta sẽ nắm giữ tiếp đó, ví dụ như vậy, và chúng ta sẽ chờ ở bên này. Tuy nhiên cái câu chuyện mà mua để đón đầu một xu thế như thế thì chúng ta sẽ mất thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì nếu giả sử như cổ phiếu nó vẫn còn tiếp tục đi ngang, như vậy chúng ta sẽ bị chôn một phần vốn
Và Hùng thường lựa chọn là khi cổ phiếu bắt đầu chạy thì chúng ta bắt đầu là dồn tiền đấy, dồn phát đánh đó, ví dụ HDG, HDC đó, các anh chị có thể nhìn thấy như vậy. PVS đây vùng kháng cự 12.5 chưa vượt qua được, một tuần gần như đi ngang ở vùng 12. Thì bản thân là PVS cũng cái vùng hỗ trợ 12 ấy, nói chung là cái vùng 10 12 này này. Đó thì chúng ta cũng có thể tính toán là một cái tọa độ dài của tích lũy dài của cổ phiếu PVS, và nó có thể nó sẽ đi đến ở đây, tức là có thể sóng dầu khí nó sẽ xuất hiện vào khoảng quý 4. Đó, và bắt đầu khoảng tầm tháng 10 ví dụ như vậy. Vậy cuối năm thì cái câu chuyện là chúng ta cần phải quan sát tiếp những cái động thái đi tiếp theo. POVK thì hiện tại là cũng chưa có gì khởi sắc, và những cái vùng kháng cự trước mắt ở đây thì đã phân tích rồi. BSR thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, cạn cung đi ngang và cần thêm thời gian. OI tiếp tục đi ngang ở biên 7.5 đến vùng 7.7. Trong tuần vừa qua chúng ta khuyến nghị mua cổ phiếu của cổ phiếu PVT. Thì PVT đó là Hùng có phân tích đến cho các anh chị một cái mô hình cánh quạt, mà mô hình này cũng là cái mô hình kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật. Vùng hỗ trợ của PVT ở khoảng vùng 10.5, và hiện tại bây giờ là em này đang gặp khó ở vùng 11. Tuy nhiên PVT thì có thể là cái mức độ mà cổ phiếu này tích lũy ấy, nó tích lũy xong thì sau đó thì nó chạy thì nó sẽ rất là thoát, vấn đề là tiền của tạo lập khi nào dồn vào thôi. Cổ phiếu PVT vẫn là một mã cổ phiếu đẹp, và khi mà PVT vượt thoát vùng 11 thì như vậy là chúng ta cũng đã sẽ bắt đầu có những cái điểm gọi là điểm chinh chiến tiếp theo. Và cái vùng khuyến nghị mua cuối cùng của Hùng đó là PVT ở khoảng vùng giá 10.7. Một mã cổ phiếu nữa cũng đã khuyến nghị mua, nhưng mà có lẽ là hình như là không biết là các anh chị có chấp nhận mua ở giá cao hay không. Đó là vùng giá 32. Đó thì PVI có một cây nến tuần, cây nến cái tuần rất là đẹp, còn nhìn trên đến ngày thì nó hơi bị lỏng lẻo do cái cách trên sàn HDX và vùng 31 đến khoảng vùng 32 ở đây thì chúng ta có thể canh, chúng ta mua, chúng ta chấp nhận mua ở những vùng cao cao. Hoặc PVI thì về mặt lý thuyết ở nhịp này thì PVI sẽ đánh những cái dòng về dòng phân tích kỹ thuật như này thì PVI đã thỏa mãn các cái điều kiện cơ bản của nhóm ngành dầu khí rồi. OK, chúng ta sẽ đến nhóm ngành cổ phiếu banh, Vietcombank. Rất nhiều những anh chị hỏi Hùng trong thời điểm thế này có mua banh hay không, thì chúng ta sẽ lộn ngược về dòng thời gian. Các anh chị vui lòng xem giúp Hùng Lê cái thời gian vào khoảng ngày 27 tháng 7 đến ngày mùng 8, tức là ở cuối tháng 7 ở đây, cuối tháng 7 đây 27 này, tức là cái bản tin mà phân tích tuần từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 á, các anh chị xem lại thì cái tuần đó là tuần Hùng có đánh giá về banh đang ở hình thành một cái nền tích lũy. 27 tháng 7, các anh chị xem lại đây này, bản tin video 27 đây OK, đây. Trong cái bản tin video số 114 chúng ta có nói đến những cái nền tảng tích lũy của nhóm banh. Thì ví dụ Vietcombank ở đây nền tảng tích lũy ở 75 76.5, và hiện tại Vietcombank đi về những cái vùng ở đây, đó là những cái vùng kháng cự mạnh. Nói chung hiểu nôm na đó là những vùng kháng cự mạnh, thì đây là vùng 85 các anh chị này, đó vùng 85 là vùng kháng cự mạnh. Thì đến những cái vùng này thì chúng ta tại sao chúng ta phải mua, đó chúng ta không mua nữa đúng không? Nếu mà ăn được thì thôi để cho người khác ăn, chúng ta còn bao nhiêu mã cổ phiếu đẹp mùng lên phân tích đẹp như trăng rằm, tại sao chúng ta lại mà mua? Thì chúng ta phải mua ở đây đó, mua ở những cái vùng điểm tích lũy và có những cái điểm đánh thoát lên đi lên như này. Vietcombank đây ở vùng 83.5. Trong cái định lượng của Hùng á thì nhóm banh sẽ còn kéo một nhịp nữa, và kéo một nhịp nữa thì nó sẽ có Vietcombank sẽ kéo đó. Thì các anh chị quan sát ở vùng 84, nói chung ở đây thì Vietcombank sẽ kéo một nhịp nữa, và nhịp bắc này nếu như mà kéo thành công ở đây thì nó sẽ đi về đến khoảng vùng 90, sẽ đi về vùng 90, vượt thoát vùng 85 86, và thậm chí không về được vùng 90 đâu, khoảng vùng ở thấp ở dưới 90 này một tí thôi, 87 88 ở đây đối với Vietcombank. BID đó, BID đây, đây chính là cái vùng mà chúng ta phân tích về nhóm ngành banh. Thì BIDV là bây giờ vùng 4X ở đây đang là vùng cản,
và vùng hỗ trợ ngắn của Bit ở đây đang là vùng 38, tức là đang đánh ở trong một biên hẹp vùng 38 đến vùng 40. Xu thế với những cái kịch bản mà tích lũy hiện tại thì bây giờ cần một cái dòng tiền, và chúng ta sẽ đánh giá những cái dòng tiền đó có xuất hiện hay không. Thì phải phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu, hết hết phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá ở trên 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 room. Thì đối với BID tạm thời chúng ta cứ quan sát ở trong biên 38 đến biên 40 đã, còn cũng chưa có nhiều định lượng, còn khi vừa thoát được vùng 40 thì chúng ta sẽ có tiếp những câu chuyện tiếp theo. Mã cổ phiếu công thương, phiên ngày hôm nay thì công thương có một phiên giao dịch rất là tích cực. Khi mà công thương đã hoàn thành cái vùng mục tiêu của chúng ta đặt ra ở đây, đó là vùng 24 đó, và các anh chị đây, đây chính là cái phiên ngày, đây tuần từ 27 đấy các anh chị, đó đúng không ạ? Tuần này là tuần bắt đầu chúng ta nói đến những cái vùng tích lũy của nhóm banh, và từ đây mà lên đến vùng 24 như vậy là cũng tăng được một nhịp tương đối rồi, và đến vùng 24, thậm chí đến vùng 24, 25 và vùng 26 ở đây. Đối với banh thì chúng ta, đối với công thương á, thì chúng ta cũng canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận mà thôi. Và công thương cũng sẽ có một nhịp kéo song trùng với, tức là có thể sang tuần tới là công thương sẽ tăng đó, và tuần tới thì xu hướng khả năng là sẽ kéo banh, để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái kịch bản là VN Index sẽ kéo về đâu, thì nó sẽ cần những cái yếu tố gì. ACB, câu chuyện về ACB, ACB chia cổ tức. ACB chia cổ tức xong này, và hôm nay thì ACB đang có những cái dấu hiệu đánh vượt thoát, vượt thoát vùng 21, tức là vùng cản ở đây của ACB đó là vùng 20.5, và trước chia của nó là vùng 24-25 các anh chị nhỉ, 24-25 gì đó. Các anh chị có thể xem lại giúp Hùng, tại vì là cái đó dữ liệu đó thì Hùng không có nhớ lắm. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì có thể là ACB là sẽ tăng tiếp rồi. Sẽ tăng tiếp, và nhịp này thì có thể đánh chạm về vùng 22, ngắn hạn trước mắt thì kỳ vọng ở vùng 22 đó. Phiên này là một phiên test rất là đẹp, test về vùng 20.5 và sau đó thì kéo lên. Tiếp theo ở khoảng vùng 22 đó, ta sẽ nói đến vùng 22 trước. ACB. Techcombank, HDBank, TCB. TCB cũng đẹp rồi. Như vậy là con này thì mình cược kèo và nó không về được đến vùng 17, nhưng mà về ngắn hạn như thế này là phiên ngày hôm nay Techcombank, TCB đã ngồi lên được khoảng trên vùng 20. Như vậy là cái xu hướng của em này là sẽ hồi phục, và mắc thì sẽ hồi phục lại được đến khoảng vùng 22. Thì các anh chị mà đang có hàng thì chúng ta canh chốt, còn mã cổ phiếu này thì cũng không có khuyến nghị anh chị tham gia. HD Bank là có khuyến nghị tham gia. Và đối với HD Bank đó, cái vùng kháng cự của cổ phiếu đây, vùng 28 đến vùng này cũng chết, đến vùng này thì không biết có chết không, thì chúng ta sẽ chờ. Câu chuyện hiện tại là HD Bank chưa đánh vừa thoát được vùng 28 và bây giờ đang quay về thủ quân, thì thủ lại ở khoảng vùng 26.5, tức là sẽ có những điểm test lại ở đây. Vùng 26.5, vùng 26.5 này không gãy mà lại có những cái phiên mà cầu quay trở lại, khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu đánh vượt thoát được vùng 28, xem nào. Nhịp này là có khi có đánh được thoát 28 không? Chờ thôi các anh chị. Bởi vì 28 thì ở đây nó có vùng kháng cự 30. Chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật của HD Bank ở khoảng vùng 26.5. Sang tuần tới thì chúng ta sẽ ngó nghiêng đến banh nhiều hơn, bởi vì trong cái giai đoạn vừa rồi thì Hùng chủ yếu tập trung một số cái mã cổ phiếu mà không nói nhiều đến banh. VPBank. VPBank mục tiêu ở trong cái nhịp này của VPBank đó là chạm vùng đây ạ, vùng 22. Và hiện tại thì VPBank đang tiệm cận đến vùng 22, lực cầu hôm nay khá là tốt, thì như thế này thì là thứ hai thì có thể hoàn toàn là VPBank có thể cán cột mốc 22. Có vượt thoát được vùng 22 không thì cần chờ thêm, và câu chuyện là khi mà chúng ta lên đến những vùng ở trên này rồi thì thôi, chúng ta sẽ không mua nữa. Và đây VPBank chính là cái vùng khuyến nghị mua, đó là vùng 19.5, vùng hỗ trợ đấy các anh chị, vùng 19.5 đến vùng 20. Bản tin phân tích số 114 các anh chị xem lại, đó là những cái vùng hỗ trợ rất đẹp của nhóm banh. Giai đoạn hiện tại thì VPBank đánh chưa thực sự là khỏe, nên là chúng ta cần phải chờ thêm những cái tín hiệu, muốn cổ phiếu muốn đi xa đi dài nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật nó khỏe thôi. Còn hiện tại thì những cái tín hiệu này chưa thực sự là khỏe thì chúng ta sẽ chờ thêm.
Trong nhóm banh thì chúng ta sẽ phân tích thêm những cái mã cổ phiếu pen của banh, đó là mã cổ phiếu STB. STB ngày hôm nay khá là tốt. STB ngày hôm nay đã ngồi lên được trên vùng 10.7, là cái vùng gọi là cái nôm na ở cái vùng cản ngắn ở đây. Trên vùng 10.7 thì sang tuần tới kỳ vọng đánh lại về vùng, các anh chị lưu ý là vùng 11.8. 11.8 ở đây. Vùng 11.8 này là vùng kháng cự, chính vì vậy nên là nếu mà mua là mua nhanh tay lẹ mắt để đến cái vùng này chúng ta bán ra, còn lừng khừng là chúng ta sẽ bị dội về cái vùng kháng cự. SHB thì trong phiên có một phiên đánh kịch trần, và Hùng đang có nói với các anh chị đó là chúng ta canh những cái phiên xem có những cái phiên test lại ở khoảng vùng 13, có thì mua, không có thì thôi. Đó, SHB nhịp này thì cũng không có kết lắm. LBP. Đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta nói đến vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 7.78 và vùng kháng cự 9. Lực cầu trong tuần vừa qua, dòng tiền đánh như vậy là tương như thế này là tương đối là đẹp đấy anh chị, thì khả năng là xu hướng sẽ chạm lại về vùng 9.5. Còn có vượt được 9.5 hay không thì nhịp này có vượt được không nhỉ? Lực đánh như thế này là cũng tương đối ổn định. Vượt được 9.5 hay không thì Hùng sẽ cần đánh giá thêm về cái tổng thể của nhóm banh, tổng thể của nhóm banh khi kéo thị trường trong tuần tới, tổng thể nhóm banh. Còn trước mắt sẽ là vùng 9.5 đã. Nói chung là chúng ta cứ từ từ. VIB là một cái mã cổ phiếu tốn khá nhiều giấy bút mực và cũng rất nhiều công sức để Hùng phân tích. Từ vùng 15 sau chia, các anh chị lưu ý là từ vùng 15 sau chia, bởi vì có những cái thời điểm là Hùng phân tích thì nó nằm ở trước chia, bởi vì nó nằm tận tít ở đây. Và lần lượt hoàn thành các cái vùng giá mục tiêu, và đến thời điểm hiện tại là đang là mục tiêu ở vùng 22. Mục tiêu ở vùng 22. Khi cổ phiếu này tiếp tục trụ vững ở vùng 20 ở đây. Và bản thân là khi mà cổ phiếu này hoàn thành những cái target đó, thì Hùng có nói đến cái vùng hỗ trợ lại đây. Và từ vùng hỗ trợ này thì chạm lại vùng kháng cự và vùng 20, không gãy thì tiếp tục ở vùng 22. VIB là một mã cổ phiếu khỏe và đẹp ở trong thời gian vừa qua, và với những yếu tố tạo lập hiện tại của VIB thì hoàn toàn là cổ phiếu sẽ tiếp tục có những hành trình về vùng 22, thậm chí là sẽ về cái vùng đỉnh cũ của nó là 23 đến vùng 24. Thì những anh chị mà đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi, nhưng còn những cái điểm mua là chúng ta cũng gần như chúng ta không còn nữa. Chúng ta mua ở trên này thì chúng ta sẽ chấp nhận rất nhiều những cái rủi ro đối với chúng ta. Chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu, thêm một cái mã cổ phiếu mới lên sàn, BVB, cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta quanh vùng 10. Quanh vùng 10 thì chúng ta gom dần, chúng ta gom dần vị thế dần để chúng ta chờ một cái nhịp đánh, bởi vì BVB cũng là một cái mã tạo lập, nó đi cùng với mã cổ phiếu chứng khoán VIC. Đó thì lịch sử tạo lập thì cũng có nói rồi, nó rất là đẹp. Cổ phiếu về chứng khoán SSI, nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành mà Hùng đánh giá như thế nào các anh chị? Đó là nhóm ngành mà sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm 2020. Chúng ta có thể thấy rằng là những phiên giao dịch gần đây trung bình một trên 200 triệu cổ phiếu, nó là quá bình thường đối với thị trường, đối với sàn HOT, chưa nói đến sàn HNX, chưa nói đến sàn Upcom. Ngày xưa ông có nhớ rằng là có những phiên giao dịch chỉ có 98 triệu đến 100 triệu cổ phiếu trên sàn HOT thôi, và bây giờ cái câu chuyện là trung bình đã đạt lên mức như vậy. Thế thì những cái lợi nhuận của công ty chứng khoán sẽ rất là ok. Xét trên một góc độ tổng thể về trend, về sóng thì nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành đang nằm trong trend tích lũy, và chỉ cần nó tích lũy xong thôi, nó bứt phá xong thôi thì khi đó nó sẽ đi vào một cái sóng rất là đẹp của nhóm ngành chứng khoán, và 6 tháng cuối năm cũng kỳ vọng sẽ có những cái sóng của nhóm ngành chứng khoán cùng với sóng P. Bản thân là SSI ở đây là cái vùng kháng cự 15, và trước đây là có cái nhịp chia nó đánh được qua cái vùng 15 này để đi về vùng 16 rất là đẹp, nhưng mà sau đó thì thị trường của chúng ta chỉnh nên là nhóm chứng khoán nó cũng chỉnh theo, về đối với SSI thì sang tuần tới chúng ta sẽ chờ đợi cái cơ hội vừa thoát vùng 15 ở đây. Trong nhịp đánh trước thì SSI 3 lần mới công được thoát được vùng 15. Chỉ tiếc là cái nhịp này SSI không giữ được ở trên 15 và lại đi về cái vùng ở đây, đó là vùng 13, 13.3, thì cũng đã có phân tích cái vùng hỗ trợ này rồi.
HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, một cái nhịp ở đây nó chưa vượt thoát được cái vùng 20 ở đây để đi vào một cái kênh sóng trung hạn, thì bây giờ cổ phiếu vẫn đang lình trình tích lũy, thì trong một cái quá trình biên tích lũy chúng ta cứ hỗ trợ, chúng ta mua kháng cự, chúng ta bán. HCM bây giờ đang gặp khó ở vùng 18 và phiên ngày thứ hai phải có một lực cầu cực mạnh để đánh đánh vượt thoát qua vùng 18 như này, thì như vậy là xu hướng hồi phục tiếp theo của SSI, xin lỗi cả nhà, HCM sẽ là ok và cần cần phiên ngày thứ hai. Lực cầu hiện tại của HCM như thế này là cũng tạm ổn định ở mức khoảng trên gần 2,5 triệu đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên. SHS có một phiên đánh lên và bây giờ thì SHS sẽ cần thêm thời gian để ổn định lại ở vùng 11. Ở vùng 11 và vượt thoát được vùng 11 thì lúc đó vượt thoát được vùng 11 lúc đó thì chúng ta sẽ có đi lại công lại vùng 12 đến vùng 12.5, và đây cũng là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh của SSS mà mãi cổ phiếu này cũng chưa vượt qua được. Về xét về yếu tố lịch sử thì SSS là một cái mã cổ phiếu tính đầu cơ tương đối tốt, và trước mắt thì cứ phải về đến cái vùng 12 đã. Còn có vượt thoát được vùng 12 hay không thì chúng ta lại còn phải chờ ý đồ tạo lập. Ví dụ như phiên đấy nó đánh khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu thì lúc đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp, nó giống như con đạm Phú Mỹ ngày hôm nay. Tí nữa chúng ta sẽ phân tích nhóm ngành phân đạm thì chúng ta sẽ biết. Mã chứng khoán chúng ta sẽ phân tích thêm MBS thì trong cái thời điểm hiện tại trong cái giai đoạn hiện tại đó là tích lũy ở trong cái biên hẹp. Ở MBS sẽ đi vào vùng kháng cự ở đây, nó khoảng vùng 10. Vùng 10 thì sẽ là vùng kháng cự ngắn, thì chúng ta sẽ quan sát tiếp. CTS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, đi ở trong một cái biên hẹp, đó là biên biên từ vùng 6 và bây giờ là vùng 7 trở thành cái vùng kháng cự. Thì các anh chị có thể quan sát ở trong cái vùng này. Chạm 7 thì có thể canh chốt, bởi vì là như vậy CTS cũng sẽ phải cần thêm thời gian. Còn trong những yếu tố về lịch sử của CTS đây, anh chị có thể nhìn thấy đây, CTS cũng là một cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Chúng ta sẽ chờ thêm. Ok, như vậy là chúng ta vừa phân tích xong nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích qua một số các cái mã cổ phiếu lẻ. Đó, một số các mã cổ phiếu lẻ mà chúng ta hay nói đến trong cái thời gian vừa qua. CVT. CVT sau chia cổ tức thì cái vùng kháng cự của CVT ở vùng 19, và sau khi chia cổ tức thì CVT đang có những cái điểm test lại đây anh chị, 17.5. Trong cái mục tiêu của CVT đó là đánh lại về vùng 19 thì có những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở khoảng vùng 17.5, thì chúng ta sẽ quan sát lại vùng 17.5. Nếu vùng này không gãy thì các anh chị mà đang cầm nắm giữ thì có thể canh mua thêm ở đây. Và mục tiêu thì ngắn hạn là sẽ 18.5 đến vùng 19. Cổ phiếu PTB, Phú Tài. Phú Tài trong một cái nhịp mà giảm dài thì hiện tại là Phú Tài cũng đang hình thành một cái nền tích lũy đi ngang ở đây. Và các anh chị lưu ý vùng 47.5 đến vùng 48 hiện tại sẽ là đang là cái vùng kháng cự ngắn của cổ phiếu này, thì sẽ cần một cái lực cầu đủ mạnh để vượt thoát. Và chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về cái trend của Phú Tài ở trong cái thời gian tới. Trước mắt là cần phải vượt thoát lại vùng này đã, và trong ngắn hạn thì như vậy là cái vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 51.5, và trở thành cái vùng kháng cự ngắn ở đây thì chúng ta sẽ phải quan sát tiếp trong cái biên này đã, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng về Phú Tài. Ở VE thời điểm hiện tại là gần như không có tiền vào và xu hướng tích lũy đi ngang thôi, thiên về kịch bản giảm giá. Thiên Long thì đây cái nhịp đánh khúc hai của Thiên Long đó là vùng mua khoảng vùng 33. Dự kiến nhịp này sẽ đánh chạm lại về vùng 38, đang kỳ vọng Thiên Long đóng về vùng 38, thì những anh chị nào mà đang có hàng chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt. LTG sẽ đi về vùng kháng cự ở đây, vùng 21.5 canh chốt. FRT FRT vùng kháng cự của FRT vùng 23.5 chưa vượt được và đang có những cái phiên lình trình tích lũy đi ngang như này.
Thì về bản chất là chúng ta sẽ không lựa chọn để chúng ta mua ở những điểm này, những cái điểm mua của FRT đâu đó ở khoảng vùng 21 đến vùng 21.5 ở dưới này, và phiên này phiên xác nhận. Và với tình hình hiện tại thì chưa có nhiều định lượng các anh chị ạ, cần thêm tín hiệu thôi. Chứ còn bây giờ là xu hướng nó vẫn đang đi ngang ở quanh vùng 23. PAC. PAC đang có những cái điểm test lại cung. Còn về trên trang kỹ thuật thì cần chờ thêm thời gian, và có những cái điểm mà PAC giữ lại được ở trên vùng 23.5 thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái câu chuyện nó dài hơi hơn của cổ phiếu này. DHC cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp, và bây giờ chúng ta chờ DHC break nền 46. Khi cổ phiếu này kéo vượt thoát vùng 46 với một cái lượng tín hiệu cầu xác nhận, ví dụ như khoảng tầm trên 2 triệu cổ phiếu, thì như vậy thì DHC sẽ tiếp tục đi, và đi đến đâu thì bây giờ là sẽ ở khoảng vùng 50, tính toán tiếp theo ở khoảng vùng 50. Còn đâu đó chúng ta sẽ chờ, và với những cái động thái như thế này thì Hùng đánh giá rằng là khả năng là cao thì sang tuần tới là cái việc mà break nền 46 là sẽ diễn ra thôi đối với cổ phiếu DHC. Ô tô hàng xanh HX. HX thì trong một nhịp đánh đầu tiên này chúng ta đã thành công với vùng 14, sau đó thì chúng ta gom lại ở vùng 11.5 và đang chờ đợi đánh lại đây. Ở vùng kháng cự của HX đó là vùng 13.5 đến vùng 14, là vùng này chúng ta canh để chúng ta ra hàng, như vậy thôi, chúng ta đánh một nhịp ngắn ngắn. Giả sử như chúng ta cùng lắm chúng ta mua ở vùng 12 đi, về được 13.5 chẳng hạn như vậy, thì 1,5 mà chúng ta chia cho 12, được một nhịp đánh nhỏ nhỏ 12,5%, đúng không? Rất là đẹp. Thay vì chúng ta mua Mansan, thay vì chúng ta mua BVH, thay vì chúng ta mua VDC, đó, chúng ta mua những mã cổ phiếu này có phải ổn hơn không ạ? Ít nhất cũng được 12,5%, không thì được ít nhất cũng được phải tầm 8%, 10%. Rồi mã cổ phiếu VOC. Ở VOC nó có cái game thoái vốn và nó chạy thì đúng là quá là đẹp. Chỉ tiếc là chúng ta không bắt được những điểm sớm thôi. Còn VOC thì cơ bản trong nhịp này sẽ có thể là xu hướng này sẽ đánh chạm vùng 25. Một số các anh chị thì cũng có đua đấy, có đua VOC ở đâu đó vùng 20 này. Khi Hùng có phân tích đến VOC có đua ở vùng 20 thì bây giờ chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng 24, 25 thôi, chúng ta chốt thôi. Thôi làm tí ngắn ngắn, đua theo lái. Một số các cái nhóm ngành mà chúng ta nói đến về hưởng lợi từ đầu tư công, hưởng lợi từ đầu tư công thì mã cổ phiếu rất là đẹp, đó là mã cổ phiếu PLC. PLC chúng ta nhìn lại lịch sử mà chúng ta phân tích của PLC, đây các anh chị có thể nhìn lại đây này, cùng phân tích PLC. Xa nhất là đây 4 ngày, 10 ngày, 16 ngày, 17 ngày, 18 ngày, 19 ngày. 19 ngày về trước, tức là 2 tuần về trước, chúng ta có nói đến PLC và liên tục cái mật độ mà phân tích cập nhật của PLC ở trên room. Đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, gần như là những cái bước đường đi của PLC sẽ được liên tục cập nhật. Đó, nắn nót từng cái đường đi một của cổ phiếu. Thì bản thân là PLC, bây giờ các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ nó kéo đi đến đâu, thì nói thật là bây giờ không biết được là nó đi đến đâu cả. Đấy. Ngắn hạn thì sẽ chạm về khoảng vùng 20 đến vùng 22. Đây, PLC có những cái điểm test cung ở vùng 19 khá là đẹp, lực cầu tương đối tiếp tục ổn định, và chúng ta sẽ kỳ vọng tiếp PLC sẽ kéo về vùng 20 thì chắc chắn rồi. Nhưng mà vùng 22 này thì không biết là có đạt được hay không. Đó, thì bây giờ là khả năng là đạt được. Và với một cái ý đồ như hiện tại thì PLC sẽ là một mã cổ phiếu vượt đỉnh Trường Sơn. Mà vượt đỉnh Trường Sơn là các anh chị có thể đây, vượt đỉnh Trường Sơn là cũng kinh khủng khiếp luôn, vùng 26. Đó, thì chúng ta nắn nót qua từng ngày, qua từng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này. Mã cổ phiếu C4G. C4G là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng đang theo dõi rất sát những bước đi của cổ phiếu này. Không sớm thì muộn thôi, C4G cũng sẽ bay. Và nhịp này thì đang kỳ vọng là ông này ông đánh vượt mệnh. Mệnh là 10.
Còn khi mà đánh vượt mệnh rồi thì chúng ta sẽ nói tiếp đến câu chuyện tiếp theo. C4G cũng là một cái ứng cử viên của đầu tư công, Hùng chỉ nói đến như vậy thôi. VCG, các anh chị có biết vì sao VCG nó tăng được như này không? Nó có lý do đấy chứ nó không phải không có lý do. Tất nhiên là Hùng chưa có những cái thông tin chính thức nên là không không có công bố. Bởi vì công bố như vậy thì nó sẽ thành những cái nó không hay. VCG cũng là một cái mã cổ phiếu trong cái nhóm mà sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công của nhóm ngành xây lắp. Nó thì VCG về cơ bản ngắn hạn là ông này ông sẽ đánh chạm khoảng vùng 34. Vượt thoát vùng 34, vượt thoát vùng 34 thì như vậy là có thể đi về vùng đỉnh cũ của nó là vùng 40. Vùng đỉnh cũ là vùng 40 và với một cái lệnh đánh, một cái trend đánh kỹ thuật như hiện tại như thế này thì hoàn toàn có thể là đi về vùng 40. Một mã cổ phiếu nữa trong cái nhóm ngành này, IDC. IDC hiện tại là đang lình xình đi ngang, tích lũy đi ngang và chưa rõ về mặt xu hướng. Chính vì vậy nên là nếu như mà chúng ta mà mua IDC ấy, là các anh chị phải kiên trì. Đó, kiên trì ở góc độ như nào? Tức là vùng 10, Hùng phân tích ở đây vùng 18.5 là vùng rất là đẹp. Có thể vùng 19 nữa. Đó, thì vùng 18.5 đến vùng 19 là chúng ta cứ túc tác chúng ta mua dần. Đó, mua dần để nắm dần và con này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào những cái câu chuyện về sóng đầu tư công sắp tới. Và mục tiêu trước mắt thì ông phải chạm về đánh được về vùng 22 đã, vượt thoát vùng 22 thì khi đó rất là đẹp. Vượt thoát vùng 22 thì gần như là cổ phiếu này cũng sẽ đi đi rất là bền vững luôn, đi rất là bền vững. Rồi, ok, như vậy là chúng ta xong à nhóm nói nối tiếp luôn cái nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công thì chúng ta sẽ phân tích tiếp cái nhóm ngành về vật liệu xây dựng KSB. Bản thân KSB đúng không ạ? Bản thân KSB chúng ta thử xem lại đây, KSB chúng ta nói đến KSB cách đây bao nhiêu ngày? 16 ngày các anh chị nhé, 16 ngày thêm mã cổ phiếu KSB đây, PLC này, Hà Tiên 1 này, HT1 này và các mã ngành liên quan đến vật liệu xây dựng xi măng sắt thép đá, KSB chẳng hạn. Đó, ok. Thì KSB chúng ta và lúc đó đâu đó cái vùng hỗ trợ của KSB ở cũng không không nhớ luôn các anh chị. Thôi không lật lại nữa. Và chúng ta nói đến câu chuyện về KSB trong thời điểm hiện tại, đó là KSB đi về vùng kháng cự mạnh vùng 27 đến vùng 28. Và về mặt lý thuyết theo như cái cách mà Hùng nhận định thì KSB trên biểu đồ nến tuần của KSB thì KSB đã vượt 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 nến tuần rồi các anh chị. Và với một động thái vượt như này, với một cái lực đánh như thế này thì hoàn toàn về mặt lý thuyết là KSB sẽ đánh vượt đỉnh và vùng 29 sẽ là vùng mà chúng ta sẽ chờ đón ở trong tuần mới để chờ đón một cái cột mốc ở trong tuần mới đối với KSB ở vùng 29. Rồi, vùng HT1 phân tích luôn. HT1 cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đã có đề cập ngay từ cách đây 16 ngày cùng với những cái đánh giá về những cái mã ngành mà sẽ được hưởng lợi từ câu chuyện về đầu tư công. Đó, về đầu tư công. Thì HT1 ngày hôm nay coi như là đã hoàn thành cái nhiệm vụ trên biểu đồ đến tuần, đó là đóng cửa trên vùng 14.5. Cái vùng 14.5 là một cái vùng rất là quan trọng đối với HT1 ở trong một cái quá trình mà cổ phiếu này đi. Đó, và chúng ta nhìn thấy đây này, đây cũng là một cái điểm mà HT1 đi rất là đẹp, đó, đi sừng sững đi lên. Thì Hùng cũng đang kỳ vọng ở giai đoạn này HT1 cũng sẽ sừng sững đi lên. Đó, chúng ta chờ các anh chị nhé, chờ, ok, chờ. Đó, những cái mã cổ phiếu nó đẹp như thế này, tại sao chúng ta không mua mà chúng ta phải mua những cái mã nó cứ lình xà lình xình như là VDC? Có phải là ức chế không ạ? Rất là ức chế. Ok rồi, bản tin của chúng ta 1:03, ok, vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta nói những cái nhóm ngành tiếp theo. Nhóm ngành cao su các anh chị nhé, cao su chúng ta nói đến ship. Ship chúng ta phân tích ở đây vùng hỗ trợ vùng 74 và sau đó ở cái vùng nền dài 85, mục tiêu đi về vùng giá 95. Thì tuần này là như thế này được gọi là hoàn thành các anh chị, và với một cái tín hiệu kỹ thuật của ship thì các anh chị yên tâm là ship hoàn toàn
nó sẽ test ở đây 1-2 phiên thôi. Và lực cầu như thế này, nhóm cao su đi như này thì ship hoàn toàn vượt vùng 95, có khi là nhịp này lên vùng 100. Anh em tha hồ chốt, đúng không? Rồi. Mã cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành xây nhóm ngành cao su PHR. PHR chúng ta đây cái mật độ mà để chúng ta nói đến PHR. Đó, nhiều lắm các anh chị, nhiều lắm nói đến PHR, bởi vì là ở những cái mã cổ phiếu mạnh thì chúng ta loanh quanh thì chúng ta nói thôi, chúng ta đánh thôi. Thì PHR trong cái chu kỳ gần đây đó là Hùng tìm một cái vùng hỗ trợ cho các anh chị vùng 50 và vùng kháng cự là vùng 55. Tuần này thì PHR chính thức là đây là một cái phiên mà tạo lập dồn tiền để đánh vượt thoát. Và khi mà tạo lập dồn tiền để đánh vượt thoát như này thì Hùng đã có những cái cập nhật tiếp theo về target của em này. Vùng 55 là có thể trong phiên ngày hôm qua này, hai ngày trước này, đúng rồi, là có thể nhả hàng này, một ngày trước này, một ngày đánh vượt thoát vùng 55 test sâu, xu hướng là chạm lại vùng đỉnh lịch sử 65 cộng đây. Như vậy là PHR trong nhịp này là đánh đấy, bởi vì là về mặt lý thuyết là sau một phiên công mạnh như này thì chúng ta sẽ cần chờ lại những cái điểm test cung lại, nhưng mà gần như cổ phiếu không test cung, tức là cổ phiếu thể hiện luôn cái ý đồ tạo lập là đánh và đánh thẳng luôn đó, đánh. Và chính vì đánh và đánh thẳng luôn như này thì cái xu hướng mà kéo về vùng 65 này thì nó chỉ là trong ngày 1, ngày 2 thôi đây anh chị. Và cái đội lái của PHR thì rất là khủng đấy, kéo lên là kéo sừng sững luôn, và không cẩn thận là nhịp này còn kéo về vùng 70 đó. Thì những anh chị em mà chúng ta đang cầm nắm những cái mã cổ phiếu này thì hoàn toàn yên tâm, chúng ta sẽ cầm nắm tiếp. GVR đã khuyến nghị mua, GVR các anh chị nhé, đã khuyến nghị mua. GVR mở ở điểm mua cách đây 3 ngày vùng 11.2, 11.25. Có thể có những điểm mua ở vùng 11.3, và phiên ngày hôm qua thì khuyến nghị mở điểm mua hết ở khoảng vùng 11.6. Mục tiêu ngắn thì GVR cũng chưa có nhiều cái động lực đâu, nói chung là cứ đi về khoảng vùng 12.5 đến vùng 13 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt hàng tạm thời như vậy đã, bởi vì vùng cứ về vùng kháng cự đúng nguyên tắc chúng ta làm. Nhóm ngành điện, nhóm ngành điện cũng đang rất là đẹp, mưa nhiều, nước nhiều nên thủy điện ổn. NT2 ngày hôm nay chính thức vượt đỉnh. NT2 trong những cái câu chuyện mà chúng ta phân tích về mã cổ phiếu NT2, đây các anh chị, vùng 20, vùng 20.5, vùng kháng cự là vùng 22, và phiên ngày hôm nay thì tạo lập cũng dùng một cái lượng tiền rất lớn để đánh vượt thoát vùng 22. Và với câu chuyện là đánh vượt thoát vùng 22 như này thì nó cũng rất giống với lại em PHR, và như vậy thì mục tiêu của em này có thể kéo lên đến vùng 25, vùng 25 thậm chí mạnh hơn là vùng 26 đấy. Như vậy là cái xu hướng tiếp theo của NT2 rất là đẹp. Mã cổ phiếu GEX thì khuyến nghị bán rồi, vùng 22 thì chúng ta bán đây. Còn cái câu chuyện là GEX có vượt được vùng 22 không thì chúng ta sẽ chờ tiếp, nhưng mà cứ nôm na là cứ chạm vùng kháng cự là chúng ta táng bớt hàng đi đã. Mã cổ phiếu HND. HND thì chúng ta nhìn ở trên một góc độ như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó ổn định hơn các anh chị này. Đó là HND nó đi ở trên trend tuần thôi, chứ còn đi ở trên trend ngày thì nó hơi là khó chịu. Và cái vùng kháng cự trước mắt của HND đó là vùng 19.5, thì hiện tại là vùng này chưa có vượt thoát qua được thì sẽ cần thêm thời gian. Nhưng xét ở trên những cái góc độ đây, đang đi ngang ở quanh vùng 18, và vùng 18 này thì cũng rất là đẹp rồi, và dự kiến thì cùng với nhóm ngành điện mà tăng thì HND cũng sẽ là một mã cổ phiếu rất là đẹp của nhóm ngành điện. Xem TV2 thì không còn gì nữa, bởi vì TV2 là cái đoạn mà chúng ta bắt ở đâu ở bên này đúng không nhỉ, thì nó đẹp, chứ còn đoạn này nó không đẹp nữa.
Nhóm ngành dệt may thì chúng ta chỉ nói đến mã cổ phiếu TCM thôi các anh chị. TCM là một mã cổ phiếu mà Hùng phân tích qua các bản tin tuần hàng ngày. Mục tiêu của TCM đó là chạm vùng 23, và nhịp này thì đang có những cái dấu hiệu khả năng là vùng 23 thì thành công thôi. Lực đánh của TCM đang rất là ổn, và sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng hoàn thành vùng 23, và mục tiêu tiếp theo của TCM ở khoảng vùng 26. Đến vùng 26 này thì bắt đầu chúng ta nhả hàng, còn vùng 22 này thì chúng ta cứ từ từ, bởi vì là cơ bản là vẫn còn tiếp tục có thể đi 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 tiếp theo được. Nhóm ngành cảng biển thì chúng ta cảng biển và vận tải biển cũng là một cái nhóm ngành mà sẽ được sẽ được hưởng lợi rất là lớn, và nhiều anh chị trong team của Lê đang cầm mã cổ phiếu VSC vận tải biển. Thì đối với VSC trong phiên ngày hôm nay, sau những phiên test rất là tích cực, rất là đẹp ở vùng 32 rồi, và mục tiêu cổ phiếu này sẽ cán mốc 34, mạnh hơn sẽ là ở vùng 36, ở khoảng vùng 36 đến vùng 37. Thì bắt đầu đến những cái vùng này chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nhả hàng. Khả năng ở vùng 36 là bắt đầu chúng ta nhả hàng được rồi. Mã cổ phiếu HAH cũng là một cái mã cổ phiếu đó, anh chị có thể nhìn thấy đây, Hùng phân tích rất là nhiều rồi, rất là dài rồi. Từ những cái vùng hỗ trợ cho các anh chị những cái điểm mua đẹp nhất 9.7 đến vùng 10. Vượt thoát vùng 11.5 thì chúng ta có vùng 12.5, và chúng ta cũng có thể thấy là cái mật độ phân tích mã cổ phiếu cập nhật HAH cách đây 15 ngày, 17 ngày. Đó. Đây 17 ngày đó các anh chị, và những cái hàng ngày thì có những đây, ví dụ 3 ngày trước này, cập nhật này. Những cái điểm lấp cáp rất đẹp này, dự kiến là sớm trở lại cái quỹ đạo tăng giá này, vùng kháng cự tiếp theo là vùng 12 đến vùng 12.5. Và trong phiên ngày hôm nay thì coi như là cái đích đến của vùng 12.5 thì khả năng đang 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 thành hiện thực thôi. Và HAH cũng là một mã cổ phiếu mà tính đầu cơ cực kỳ cao. Khi mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 12.5 thì sẽ có thêm các cái đánh giá ở đây. Mục tiêu cũng không loại trừ khả năng là sẽ lên vùng 14. Đó, nên là chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta theo dõi các cái tín hiệu kỹ thuật. Để lên được vùng 14 không phải tự dưng là từ thế này nó nhảy lên vùng 14 đâu các anh chị, nó lên đến vùng 13 ví dụ như vậy, rồi nó sẽ có những điểm chỉnh kỹ thuật, và những điểm chỉnh kỹ thuật đó thì giống như những cái đánh giá đây, giống như cái đánh giá của Hùng hàng ngày ấy, để chúng ta biết được là à như vậy là cổ phiếu vẫn còn đi được, hay à như vậy là cổ phiếu hết sóng, rất quan trọng. Gmanet một mã cổ phiếu mà cũng tốn nhiều giấy bút khuyến nghị bao nhiêu, và cũng là một cái mã cổ phiếu đây các anh chị, tâm huyết cho các anh chị luôn, tìm ra những mã cổ phiếu đẹp 15 ngày 15 ngày trước cũng phân tích mã cổ phiếu Gmanet. Lúc đó đây các anh chị nhìn cái đồ thị này, lúc đó ở vùng 20, vùng 20 đến vùng 20.5 bắt đầu phân tích Gmanet. Thì tại sao lại nói đến cổ phiếu Gmanet? Gmanet là một mã cổ phiếu mà cơ bản nó cực kỳ là tốt, và các anh chị có thể tham khảo các cái thông tin của nó, và đây là một cái cảng, đây là một cảng rất là hay. Hình như là chia các anh chị nhá, chia nên là cái vùng đó là bây giờ nó tụt lại xuống ở đây này, nó tụt lại đây này, tụt lại đây. Gmanet mục tiêu thì đã hoàn thành rồi, vùng 23 đến vùng 24. Ở đây các anh chị vùng 23 đến vùng 24, và suýt soát phiên hôm nay là suýt soát đóng được ở vùng 23.5, rất là đẹp. Thì câu chuyện tiếp theo của Gmanet đó gì? Sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ cố gắng đi về cái biên ở đây, đi về cái biên 23 đến biên 24, và kỳ vọng lớn, đây là kỳ vọng lớn các anh chị nhá, kỳ vọng lớn thì phải chờ vượt thoát vùng 24 để Gmanet đi vào một trend xu thế trung hạn, đó, chào đón Covid dần kết thúc, và cái trend này nó đi thì phê đó, và khi nào có cái trend đó thì Hùng sẽ cập nhật tiếp, nhưng trước mắt đó là tuần tới nó sẽ có những cái diễn biến tiếp theo ở vùng 23 đến vùng 24, và chúng ta quan sát thêm để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Một mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành cảng biển nữa là CCL, thì CCL nói thật với các anh chị là nó mang cái tính đầu cơ, nên là chúng ta cũng chỉ thích hợp với những anh chị đầu cơ thôi.
Vùng khuyến nghị đây vùng 6.5 và mục tiêu thì CTL chạm lại đây này. Vùng 8 nhưng mà mãi vẫn chưa đánh được, lịch trình thì ngang thôi. CCL nó mang tính đầu cơ. Còn một số các cái mã cổ phiếu về cảng như cảng Đình Vũ và những cái mã cảng kia thì Hùng không có bắt được nên Hùng không có phân tích. Những cái mã nào mà chúng ta bắt được điểm mua thì chúng ta sẽ phân tích cập nhật. Nhóm ngành nhựa chúng ta phân tích tích xong rồi. Mía đường, ok, mía đường có QNS cũng nhiều anh chị đang nắm và quan tâm. Thì bản thân là QNS Hùng có cập nhật với các anh chị rồi ở trên Zoom rồi, thì QNS vượt thoát vùng 32 thì sẽ có điểm tiếp theo ở khoảng vùng 35 đến vùng 36, chúng ta sẽ canh ở vùng này. Vượt thoát bởi vì QNS ấy là nó cũng đi gần như là nó cũng đi gọi là đi vào sóng trung hạn rồi các anh chị. Đi vào sóng trung hạn thì thường á là nó cứ chạm kháng cự thì nó đổ và chạm hỗ trợ thì nó lại mua lên thôi. Đó thì chúng ta sẽ chờ tiếp QNS. SLS, SBT thì có cập nhật nhưng mà SBT trong cái thời điểm hiện tại là đang đi ngang và tiền này là tiền lái đánh với nhau, không có nhà đầu tư cá nhân. SLS là một mã cổ phiếu đẹp này các anh chị này, nhìn chúng ta nhìn ở trên trend tuần nhé. Lâu lâu rồi con này cũng đã khuyến nghị mua nhưng không khuyến nghị mua nhiều và mua để uống bia thôi, nhưng đến bây giờ thì là coi như là đủ để chúng ta uống bia. SLS trên trend tuần chính thức là đã vượt vùng 62 và khi cổ phiếu này vượt vùng 62 rồi thì như vậy SLS sẽ đi thôi. Lịch sử tạo lập của SLS đây các anh chị có thể nhìn thấy, đi từ vùng 20 lên vùng 120 nhân 6 thì bây giờ nó Hùng tính một cái tọa độ nôm na ở đây thôi, nó ở khoảng vùng 50 thôi, chúng ta tính nhân đôi đi, nhân đôi 50 nhân 2 là 100, như vậy là SLS sẽ túc tắc đi. Cổ phiếu này nó sẽ không đi nhanh, nó sẽ đi chậm, đi vừa đi vừa nghỉ và tạm thời cái nhịp này chúng ta tính nhân đôi từ vùng 50 nhân 2 100 mục tiêu hết. Nhóm ngành Viettel VGI hiện tại đang đi ngang. VGI hiện tại đang đi ngang và cũng không có nhiều cái dư địa mà để mà chúng ta đánh giá, và mục tiêu đầu tiên là ông này ông phải vượt thoát được vùng 27 thì ngắn hạn là sẽ đi về ở cái vùng kháng cự dày đây này, vùng kháng cự này vùng kháng cự dày luôn, vùng 28.5 đến vùng 29, vùng 28.5 đến vùng 29. Tín hiệu dòng tiền thì cũng đang ổn rồi đấy nhưng mà chưa đẹp, nói chung là đánh như này thì nó sẽ rất là khó, như này thì nó sẽ rất là khó và chưa ổn định. Mã cổ phiếu CTR thì nó liên quan đến những cái câu chuyện gọi là tin thôi. Còn trên quan điểm là CTR thì cũng có phân tích cho các anh chị ở một cái vùng mua ở đâu đây này, các anh chị có thể xem lại. Bởi vì cổ phiếu này nó chia nên là nó bị thụt giá xuống khoảng vùng 35-36 gì đó, và mục tiêu trong cái nhịp phân tích đó trước chia là giá 45, còn bây giờ giá sau chia là khoảng 41.5, thì hiện tại là bây giờ đang ở trên cái mốc 41.5. Thì cái cổ phiếu này á nó cũng kéo, nó cũng dễ lắm, nên là đang có xu hướng nhìn cái kiểu này là đang có xu hướng là mục tiêu tiếp theo sẽ ở khoảng vùng 45 của CTR, thì những tài khoản mà đang nắm thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta có thể chốt ở những cái vùng đó. Một cái nhóm ngành nữa đó là nhóm ngành thủy sản, chúng ta sẽ cập nhật lại một số các cái mã của ngành thủy sản. MPC hiện tại đang đi ngang ở quanh vùng 26, tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng cơ bản là được, nhưng mà dòng tiền thì đang yếu và xu hướng thì theo như những đánh giá về trend kỹ thuật thì tuần tới cổ phiếu có thể hồi phục lại về vùng 28. ACL là một mã cổ phiếu tương đối là gọi là mang tính đầu cơ của nhóm ngành thủy sản, đánh rất dốc và sau đó thì chỉnh giảm cũng tương đối, thì về cơ bản ACL thì cái nhịp này là không bắt được nên là chúng ta cũng không có phân tích. Nhịp này những cái điểm ra của ACL hiện tại đang cạn cung, tuy nhiên là tốt nhất thì chúng ta cứ để an toàn đó, thì các anh chị mà quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chờ cho Hùng khoảng vùng 14 thì chúng ta ổn định, tức là test lại đây vùng 14 và sau đó thì cái dòng tiền đầu cơ gọi là dòng tiền bạo lực có thể sẽ kéo tiếp, bởi vì mã cổ phiếu ACL này thì kéo nó nhẹ lắm, kéo nó rất là nhẹ và có khi là nhịp này có thể là kéo vượt thoát đỉnh 18 cũng nên, thì chúng ta chờ thêm. Vĩnh Hoàn VHC, Vĩnh Hoàn thì đi trong một cái biên hẹp thôi, biên hẹp ở đây là biên 35 và biên trên này là biên 40,
Các anh chị có hàng vùng 39-40 canh chốt. CMX trong thời điểm hiện tại, một số anh chị cũng có đang nắm cái mã cổ phiếu này. CMX thì trong hiện tại là vùng hỗ trợ ở đây 14-14.5 và kháng cự ở khoảng vùng 17.2, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cổ phiếu này cán mốc 17.2 trong tuần tới. FMC FMC ok, FMC thì đang có những cái điểm vượt thoát lại ở trên vùng 28 và đang có những cái điểm test ở đây. Ở những cái điểm test cung này không gãy vùng 28 thì mục tiêu tiếp theo của FMC có thể ở vùng 3x, và chúng ta cũng canh để chúng ta chốt dần ở vùng 3x. Còn nếu mà 3x mà vượt tiếp được thì chúng ta sẽ neo thêm, bởi vì như vậy là chúng ta xem trên đến tuần một tí. Nếu vượt thoát được vùng 3x thì chúng ta sẽ tính toán tiếp câu chuyện tiếp theo, nhưng mà chúng ta cứ chờ khoảng vùng 30 đó. Nhóm ngành chăn nuôi thực phẩm thì chúng ta có đề cập đến một cái mã cổ phiếu rất là mới lạ ở trên nhóm, đó là mã cổ phiếu VLC. Thì bản thân VLC chúng ta có thể nhìn nhận ở trên một góc độ, đó là sau một cái quá trình tích lũy dài thì cổ phiếu này đang có những cái điểm đánh biên, và những cái điểm đánh biên này đó chính là những cái điểm mà chúng ta có thể đón đầu, đón nhận một cái kênh xu thế mới của một cái trend mới của cổ phiếu. Thì trong thời điểm hiện tại là cái vùng mà chúng ta quan sát và mua vị thế đó là khoảng vùng 25.5. 25.5 các anh chị đối với mã cổ phiếu này. GTN cũng là một mã cổ phiếu mà nhiều anh chị quan tâm. GTN vẫn chưa có chỉnh giảm đúng không ạ? Đang có những điểm chỉnh kỹ thuật về đây khoảng vùng 23. Xu thế có thể tạo lập sẽ lái đi lái lại ở quanh cái vùng 23 đến vùng 25. Vùng 23 đến vùng 25, và cổ phiếu này thì cũng gần như là đỉnh cao nhất rồi, đỉnh cao nhất rồi, và những cái điểm ở trên này thì Hùng cũng hạn chế mua. Còn những anh chị nào mà đang có hàng thì chúng ta canh, thì chúng ta chốt ở khoảng vùng 25, vùng 26 đây thôi. KDF. KDF là một mã cổ phiếu rất là đẹp, hơi tiếc là không bắt được. Nhưng về mặt lý thuyết, ngày hôm nay Hùng đã có cập nhật cho các anh chị rồi, là về mặt lý thuyết là KDF hoàn toàn có thể đánh chạm vùng 50. Và như vậy ở vùng 36 mà lên vùng 50 thì vẫn còn một cái đoạn đường rất là dài, về mặt trend kỹ thuật đó, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên trend tuần thì như vậy là KDF đang đánh rất là đẹp, và bây giờ cái vùng kháng cự của nó ở đây khoảng vùng 37 thì sẽ cần chờ thời gian, và với một cái lực cầu đánh mạnh như phiên ngày hôm nay đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta sẽ chờ sang phiên ngày thứ hai để chúng ta xem những cái động thái ở đây, và có thể là nếu mà có được ở khoảng vùng 34-35 thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể canh mua nhịp này với một cái mục tiêu là cổ phiếu sẽ đi xa đi dài đối với KDF. KDC thì Hùng không còn kết, bởi vì KDC là gần như là nó đã đánh đỉnh rồi, đánh về vùng 34 rồi. Như vậy có thể là KDC sẽ còn kéo một nhịp kéo nữa, như vậy là về đến vùng 4X. Nó kéo giống cái nhịp này, đánh lên 4X xong đấy là xả một nhịp và sau đó kéo một nhịp nữa, và cái nhịp này thì sau đó thì kết thúc hết sóng. Như vậy là KDF và KDC nếu như chúng ta mua thì chúng ta, KDC thì không khuyến nghị mua nữa, chỉ có khuyến nghị KDF thôi. Mà KDF thì cũng cần phải mua nhanh, không là khi KDC chỉnh thì KDF khả năng là cũng sẽ khó chạy, bởi vì hai con này cùng dòng. Nhóm ngành cổ phiếu phân bón có mã cổ phiếu BFC, cũng là một cái mã cổ phiếu rất là mạnh, rất là đẹp. Và Hùng dự kiến là BFC sẽ đi vào một cái sóng dài, nói chung là sóng dài. Và để thỏa mãn được cái điều kiện sóng dài đó thì hiện tại là BFC đang có những cái điểm xây rất là đẹp đó, và BFC cũng là một cái mã cổ phiếu đẹp, nên chính vì vậy nên các anh chị có thể nhìn thấy đây là cách đây 17 ngày 3 tháng đấy, 3 tháng là chúng ta đã nói đến BFC rồi, sau đó 17 ngày 12 ngày 3 ngày thì BFC là đang gặp khó ở cái vùng 14.5 ở đây. Chỉ cần BFC vượt thoát được cái vùng 14.5 này thôi, và sau đó tức là bây giờ kịch bản đẹp nhất cho BFC đó là BFC sẽ tuần tới sẽ đánh về khoảng vùng 15 đến vùng 16 ở đây này.
Đó, và sau đó thì cổ phiếu này chỉnh kỹ thuật về lại vùng 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 10 10 10 14.5. Vùng này tích lũy ổn định và không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại, thì như vậy cái kịch bản đó là một kịch bản cực kỳ đẹp của BFC, và BFC thì gần như là mỹ mãn rồi. Trong tim của Hùng Lê thì bây giờ là không không còn gì để chê trách mã cổ phiếu này nữa cả, bởi vì là nó rất là đẹp. Mã cổ phiếu Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau thì trong những cái nhịp phân tích gần ở đây đúng không ạ, là vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu này 7.78 đến vùng 8, và vùng kháng cự trước mắt ở vùng 9 đến vùng 9.5. Phiên ngày hôm nay là một phiên đánh rất là đẹp của Đạm Cà Mau, thì có thể là sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ có thêm một vài phiên lình xình ở đây, và với một cái tín hiệu khởi sắc của nhóm ngành phân bón thì hoàn toàn cổ phiếu có thể cán lại cột mốc 9.5. Đạm Phú Mỹ thì ngày hôm nay có một cái lực cầu cực kỳ lớn, coi như dồn đánh khoảng hơn 13 triệu cổ phiếu, thể hiện cái ý đồ tạo lập là coi như đánh. Và ý đồ này, với một cái ý đồ tạo lập như vậy thể hiện ý đồ đánh đây thì như thế này. Vùng hỗ trợ nha các anh chị nha, vùng hỗ trợ ở đây là vùng 13, cực đẹp luôn. Đó, chúng ta cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua có chết đâu, gần như không chết. Và vùng kháng cự nó 14.5, và phiên ngày hôm nay thì chính thức là đánh bung vùng 14.5. Thì với một cái lực cầu đánh mạnh như này thì chúng ta xem ở sang sang tuần xem những cái điểm trả cung của em này có về lại quanh vùng 10 15 không. Bởi vì với một cái ý đồ tạo lập như thế này, có nghĩa là dòng tiền nó đánh thì chắc chắn là nó sẽ đánh tiếp. Vấn đề là nó sẽ đánh luôn hay là nó sẽ chờ để cho trả cung, hoặc là nó đạp lại để nó out hết những cái lượng hàng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ neo bám lại. Thì câu chuyện đó là Hùng cần phải thêm dữ liệu để Hùng phân tích. Còn xu hướng như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh tiếp theo của cổ phiếu này ở khoảng vùng 17 sau nhịp trả cung, và thậm chí mạnh hơn có thể là vùng 18, thì chúng ta tiếp tiếp tục cập nhật xu hướng của Đạm Phú Mỹ. Rồi xong rồi các anh chị nhỉ, gần như vậy là chúng ta ngày hôm nay là chúng ta tập trung để chúng ta nói nhanh các cái nhóm ngành. Hùng sẽ uống một tí nước đã. Rồi vào luôn vào luôn cho nó máu. Đối với bây giờ chúng ta sẽ nói đến thị trường chung, thì câu chuyện thị trường chung trong tuần vừa qua nó có những cái ý đồ tạo lập như thế nào, và nó có những cái góc độ nhìn nhận như thế nào, thì cũng sẽ có một vài phân tích cho các anh chị sau đây. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở góc độ về thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số Dow Jones hiện tại cũng đang khá là tốt, đang có những điểm test cung lại. Chỉ số Dow Jones Future, Hang Seng, Shanghai cũng đang rất là ok. Chỉ số Nikkei thì đang có những điểm sau những cái điểm thoát cung thoát kênh thì đang có những điểm test lại. Còn câu chuyện đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đây chúng ta sẽ tập trung để chúng ta mổ xẻ những cái ý đồ tạo lập trong tuần vừa qua. Thì trước khi mà nói đến cái ý đồ tạo lập thì Hùng sẽ bật cái ảnh này lên cho các anh chị xem. Thì đâu đó nhìn đâu đó ở khắp các diễn đàn và nhìn đâu đó ở khắp các cái trang mạng, trang báo, rồi gần như là 100% nhà đầu tư thì đang phân tích là thị trường sẽ đổ, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì đây cái hình ảnh này là cái hình ảnh mình thấy về nhìn chung là các anh chị đều đang vẽ như thế này đó. Ở đây đổ đến về đến đây hình như vùng đây đổ đúng không? Đó thì bây giờ thị trường của chúng ta đang ở vùng đây 848, 850 thì các anh chị cũng bảo là đổ. Đó thì cái câu chuyện là nhà đầu tư nào cũng đang phân tích kịch bản này, và Hùng nhìn thấy đâu đó quanh đây rất nhiều những anh chị, rồi thậm chí là gần như là 100% nhà đầu tư là đang tin về nhà đầu tư nhỏ lẻ, còn nhà đầu tư lớn thì chúng ta không nói, và đội tạo lập thì chúng ta không nói, là đang tin rằng là thị trường sẽ đổ, và thậm chí là những cái phần mềm phân tích chuyên sâu đúng không, cũng đang cho rằng là thị trường sẽ đổ ở chỗ này. Rồi ok, vậy thì khi mà nhà đầu tư phân tích câu chuyện là thị trường sẽ đổ á thì tạo lập sẽ làm như thế nào? Tạo lập sẽ kéo đó. Còn khi mà nhà đầu tư bảo là thị trường đẹp quá, chúng ta mua vào, thì phân tích ví dụ khi mà chúng ta phân tích rằng đây là đáy của thị trường, thì bao giờ tạo lập cũng phải đạp thêm như một nhát nữa đó, để cho chúng ta ao hết toàn bộ rồi, khi đó thì họ mới kéo. Thì cái câu chuyện nó là như vậy. Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ cá cược lại một cái kịch bản
của thị trường. Thì cái ý tưởng vùng cá cược lại cái kịch bản của thị trường thì nó có những ý như sau. Thứ nhất là trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là trong cái kịch bản ông phân tích ấy, đó là VN Index sẽ ở cái mốc 845 điểm để chúng ta có những cái định lượng tiếp theo. Thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua gần như là chỉ số này không gãy 845 điểm, và thậm chí là có những cái điểm lên đến gần vùng 860 nhưng mà là không giữ được, và kết tuần ở vùng 854 điểm, đúng không ạ? 854 điểm. Và một cái ý đồ thứ hai nữa muốn nói đến trong cái ý đồ tạo lập, đó là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh. Nếu mà thị trường của chúng ta không có ý đồ kéo cơ sở thì phiên ngày hôm qua sẽ là một phiên đẫm máu của thị trường, đẫm máu luôn. Bởi vì ngay từ thời điểm ban đầu là ông đã nhìn thấy những cái điểm mà dòng tiền kéo trụ, tập trung kéo VIX, kéo một số các mã cổ phiếu, và sau đó thì những cái điểm đó, những cái mã trụ đó lần lượt bị mất, đúng không ạ? VIX kéo lên tăng 2 điểm và bị mất, Vinhome kéo lên 82.2 và sau đó về đến gần tham chiếu, thì đấy à về đến tham chiếu luôn, ATC về tham chiếu luôn. Thì câu chuyện là nếu mà ý đồ của toàn thị trường mà đánh short á, thì phiên ngày hôm qua sẽ là một phiên đẫm máu của thị trường, và gần như tất cả những cái biên kỹ thuật của sẽ kết thúc ở phiên ngày hôm qua. Nhưng phiên ngày hôm qua tất cả các chỉ báo kỹ thuật không kết thúc. Cụ thể là gì? Cụ thể là VN Index vẫn trên vùng 845 điểm. VN30 trong phiên ngày hôm qua tức là chạm về vùng 785 điểm, tức là đóng cửa gọi là ngấp nghé ở cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng 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 cho phép là vẫn còn ổn, đúng không ạ? Rồi, và VN30 F1M thì trong phiên ngày hôm qua chạm đến vùng gần đến vùng ở đây là vùng 780 điểm, là một cái vùng mà để có thể là giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Ví dụ như trong phiên ngày hôm qua là phái sinh hoàn toàn có thể đạp như này. Đó, đạp như này, và nếu như đạp như này, đạp gãy 780 và có thể đi về ở cái vùng ở đây là khoảng vùng 775 điểm, thì như vậy là tất cả những cái tín hiệu kỹ thuật của chúng ta bị gãy hết từ phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh. Nhưng ở đâu đó chúng ta vẫn đang nhìn thấy là tạo lập đang có ý đồ giữ thị trường đó, thì duy nhất ở cái góc độ chúng ta phân tích như vậy. Và đến phiên ngày hôm nay thì tạo lập đã nâng đỡ thị trường, đã kéo thị trường lên, và một cái đặc điểm rất là quan trọng đó là phiên ngày hôm nay cái tiền vào cái chỉ số VN30 rất là đẹp luôn, và coi như là kéo VN30 vượt thoát cái biên gọi là biên chúng ta nói đến ở đây là biên tích lũy trên ở vùng 790 điểm. Và nhìn chung dạo quanh phố phường thì rất nhiều các kịch bản phân tích là thị trường sẽ đổ ở khoảng vùng 850 điểm, sẽ đổ ở vùng đó. Đây chính là cái hình ảnh này đấy, Hùng 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 có download về để minh họa cho các anh chị. Thì trên quan điểm của Hùng thì Hùng có đánh giá như sau. Thứ nhất, hiện tại là nhóm ngành chứng khoán và nhóm banh có thể tuần tới sẽ kéo một nhịp, cùng với đó là P có thể ủng hộ. Và trong cái thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy là Hùng có đánh giá cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là một tuần tích lũy đi ngang, thì sau một cái tuần tích lũy đi ngang đó chỉ cần có mớm cái tín hiệu về dòng tiền, dấu hiệu dòng tiền đi lên ở trong cái nhóm ngành cổ phiếu vốn hóa lớn thì ở thị trường của chúng ta sẽ còn một cái nhịp tăng tiếp. Thứ hai là nhóm ngành cổ phiếu mid-cap, là những cái nhóm ngành cổ phiếu mà những cái hỗ trợ tốt và đằng sâu sâu ở trong cái lòng của thị trường, đó là có những cái mã cổ phiếu đang vận động rất tốt, đang trend rất tốt và rất ổn định, thì cái nhóm mid-cap cũng sẽ là cái nhóm tăng rất là ổn định cho thị trường ở trong tuần tới. Và cùng với đó là phái sinh VN30 F1M thì vùng hỗ trợ của chỉ số này đó là vùng 780 điểm đã không bị phá, thì ở phiên ngày thứ hai có thể có những cái điểm test cung trả lại cung, và mình sẽ căn cứ thực tế của phiên ngày thứ hai để chúng ta phân tích về phái sinh các chị nhá. Phái sinh là chúng ta phải phân tích ở trên biểu đồ M5 này, sẽ có những điểm trả về lại đâu đó khoảng vùng 785 điểm không gãy, ở vùng 785 điểm không gãy, lực cầu quay trở lại và như vậy phái sinh tiếp tục vào cái trend long, ví dụ như vậy. Và chúng ta lại tiếp tục đánh giá dòng tiền đi vào các cái mã cổ phiếu, các cái dòng mã cổ phiếu mid cap rồi la cap, và cùng với đó là nhóm banh chứng khoán, các cái mã cổ phiếu trụ cơ bản nó, thì như vậy là chúng ta sẽ tổng hợp lại được thành một cái xu thế và sẽ dự báo cái xu thế đó ở trong thị trường tuần tới. Còn về nhìn trên tổng quan thị trường thì cũng đánh giá rằng tuần thị trường trong tuần vừa qua
giao dịch rất là tích cực, và đặc biệt rằng là chúng ta đã rất thành công với những mã cổ phiếu chiến lược, phải nói là những mã cổ phiếu chiến lược của chúng ta. Ôi chết rồi, chúng ta bị thiếu. Ok, như vậy là chúng ta sẽ nói đến thị trường và chúng ta sẽ phân tích hai nhóm ngành bị thiếu. Bây giờ mình nhớ thì tuần tới sẽ là một tuần rất là quan trọng, và phiên ngày thứ hai sẽ là phiên mà cho ông Lê thêm các cái yếu tố về định lượng, về kỹ thuật. Còn trong tuần vừa qua là một tuần giao dịch rất là tích cực, có ý đồ về tạo lập, và chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới sẽ là một tuần mà thị trường sẽ có những cái bước chuyển biến, và Hùng sẽ đặt lệch lại cái kèo mà đa phần nhà đầu tư đang phân tích, đó là thị trường sẽ đổ ở vùng 750, thì chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Thiếu mất hai nhóm ngành rất là quan trọng mà chúng ta chưa có phân tích, đó là nhóm ngành dược, đúng không ạ? Ngành dược là hôm tuần vừa rồi là chúng ta nói đến nhóm ngành dược, dược Hà Tây. Thiếu mất nhóm ngành dược thì đối với dược Hà Tây này, các anh chị nhé, chúng ta sẽ nhìn dược Hà Tây ở trên một cái góc độ nến tuần để chúng ta đỡ bị rối. Thì đối với thời điểm hiện tại, dược Hà Tây cũng có đánh giá rồi, trước đây có đánh giá rồi, đó là cái vùng ở đây là vùng 50 đến vùng 52, là một cái vùng mà có thể nói rằng là cổ phiếu dược Hà Tây sẽ đi về một gọi là siêu cổ phiếu của ngành dược, tức là nó không còn những cái cản ở trước mắt nữa các anh chị, và cứ thế nó đi thôi. Thì đối với dược Hà Tây trong thời điểm hiện tại, dòng tiền đang vào cực tốt, và với xu hướng hiện tại thì hoàn toàn có thể kỳ vọng dược Hà Tây sẽ tiếp tục đi, và đi đến đâu thì cứ hết khi nào mà hết sóng thì Hùng sẽ nói, còn bây giờ cứ biết đi đã. Và nhịp này thì dự kiến đi là khoảng về vùng 70 đến vùng 75 đối với mã cổ phiếu dược Hà Tây. DMC, Domeco thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. DMC các anh chị đây. Thì sau một cái nhịp chỉnh dài của DMC, đúng không? Sau nhịp chỉnh dài của DMC cùng với những cái đánh giá của nhóm dược ở trong cái bản tin bắt đầu tuần mới, thì cũng có đánh giá rằng đây cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Và những cái điểm mà chúng ta bắt đầu tham gia ngay đó, khi bắt đầu tuần mới, đó là vùng 47 đến vùng 50, và đây đó, chúng ta hoàn toàn có thể mua được ở những cái vùng giá 50-51, và đến thời điểm hiện tại là vùng 52.3. Nhìn trên góc độ phân tích kỹ thuật thì hoàn toàn có thể kỳ vọng từ cái vùng hỗ trợ của chúng ta đây thì cổ phiếu này sẽ tăng, và cái điểm tiếp theo có thể kỳ vọng ở khoảng vùng 60 đó, 55 đến vùng 60 đi, như vậy là chúng ta cũng sẽ có một cái nhịp tăng tạm ổn. Mã cổ phiếu IMP có hết những cái đánh giá ở trên Zoom rồi các anh chị nhé, và bây giờ chúng ta sẽ không có nói lại. Thì đây là cái điểm kết tuần của IMP, thì cũng có đánh giá là IMP trong cái thời điểm hiện tại, đó là cái vùng 45 là cái vùng rất là quan trọng, và trong cái thời điểm này thì cái dòng tiền nó tập trung đánh cổ phiếu IMP cũng rất là đẹp, và cái điểm 45 đó chính là cái điểm mà ông có nói đến trong tuần, và gần như IMP thì cũng gọi là sẽ thành một cái gọi là mẫu hình siêu cổ phiếu của nhóm ngành dược, bởi vì gần như nó cũng không có cái cản ở trước mắt nữa, gần như là không có cái cản trước mắt nữa, và chúng ta thấy rằng trong một tuần đó, từ cái vùng phân tích ở vùng 45 này thì IMP đã đang có những cái dấu hiệu chớm tăng, và nó sẽ chờ vượt thoát, nói chung là nó vượt thoát được cái khoảng vùng 48 này. Tạm thời là chúng ta sẽ nói đến cái cản 48, những cản 48 này theo Hùng thì nó không có ý nghĩa gì đối với IMP cả. Và vì sao chúng ta lại tập trung chúng ta nói đến nhóm ngành dược? Nó có những cái lý do, và các anh chị tự suy ngẫm những cái lý do đó, vì sao nó lại như vậy, đúng không ạ? Rồi, IMP dược Việt Nam. Ở dược Việt Nam khuyến nghị mua rồi, đó, khuyến nghị mua từ phiên ngày thứ 6 tuần trước, và dược Việt Nam thì hiện tại cũng đang rất là tốt. Ở những cái điểm này được coi là những cái điểm test cung cực kỳ là tích cực, đó là những cái điểm mà trả cung của dược Việt Nam đâu đó về vùng 12.6. Ở 12.6 không gãy và lực cầu tiếp tục ổn định đi lên và đang giữ lại ở trên vùng 13, thì đối với dược Việt Nam trong ngắn hạn á, thì nó sẽ gặp cái vùng kháng cự 14 đến vùng 15 ở đây. Thì có thể vùng này các anh chị có thể chủ động sẽ ra một ít hàng đi, và sau đó thì
để chờ xem có một cái sóng dài của dược Việt Nam hay không, thì Hùng sẽ tiếp tục đánh giá. Tức là khi mà nó vượt thoát được cái vùng kháng cự 15, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Nhưng trong cái thời điểm mà hiện tại là nghi nghi là dược sẽ đi vào một sóng rất đẹp và dài. Dược Cửu Long, cái mã cổ phiếu này thấy các anh chị bảo kêu chóng mặt. Dược Cửu Long cũng là một mã cổ phiếu đã bắt đầu khuyến nghị chúng ta lên thuyền ở những cái vùng khoảng vùng 20, 20, 21 đấy, vùng ở đây. Đây là những cái vùng mà chúng ta mở các cái điểm mua khuyến nghị, xin lỗi cả nhà, mua những cái điểm mua vị thế. Sau những cái điểm mua vị thế đó thì chúng ta sẽ chờ, ví dụ như là cổ phiếu đánh vượt thoát đây này, vượt thoát cái vùng này chúng ta mua hết mục tiêu vùng 20 đó, ví dụ như vậy. À không phải 20 đâu các anh chị, vùng 23 chứ. Đó, ví dụ như vượt thoát vùng 23 thì chúng ta sẽ vượt thoát vùng 23 với một lượng cầu đánh lớn thì chúng ta sẽ mở điểm mua mới. Và ông có nói vui là lịch sử của Dược Cửu Long đánh trần 10 phiên thì bây giờ chúng ta mua ở vùng này chúng ta chỉ cần đánh trần khoảng 5 phiên thôi. 5 nhân với 7 35%. Đó thì chúng ta ăn non khoảng tầm 30% như thế là quá đẹp rồi, đúng không ạ? Rồi. Xong mã cổ phiếu ngành dược. Mã cổ phiếu ngành khu nghiệp SZL. Bản thân SZL đang hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của Hùng ở đây, đó là vùng giá 50 thì đã hoàn thành trong cái tuần trong cái tuần này là phân tích 50 và bây giờ là trong tuần thì cập nhật tiếp cái target tiếp theo của em này ở vùng 55. Bản thân SZL thì cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp và những cái điểm test cung này hoàn toàn có thể kỳ vọng 55, thậm chí là vùng 60, các điểm mua không còn. Đối với tip Hùng đã có phân tích rồi, đó là chúng ta phân tích từ vùng 18 đã nhả một số điểm và bây giờ sẽ là những cái điểm chốt chặn cuối cùng, tip không gãy vùng 25 thì sang tuần tới tip sẽ có những điểm đánh ổn định lại, vượt thoát lại vùng đây, vượt thoát lại vùng 27.5 và thoát vùng 27.5 này thì cơ bản là tip sẽ đi về vùng 30. Và về đến vùng 30 thì chúng ta cũng coi như là cái điểm chốt cuối cùng của tip tạm thời như vậy. Chúng ta ăn như vậy là chúng ta cũng tương đối rồi. Và nếu như tip còn tăng tiếp thì chúng ta có thể dành những cái phần đó cho người sau, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ giữ lại khoảng tầm 10%. Đó, 10% để có thể chốt ở vùng 35, biết đâu tip lên vùng 35 chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. SNZ, ok, SNZ đang khá là khỏe và đến thời điểm hiện tại thì gần như SNZ cũng là một mã cổ phiếu vượt đỉnh rồi. Đó thì tip hoàn toàn có thể đánh về vùng 35 các anh chị ạ, chứ không có gì là không thể cả, bởi vì nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp đang đi vào những cái trend sóng cực kỳ dài và cực kỳ tốt. Thì trong trong những cái kịch bản mà khi mà cổ phiếu hoàn thành cái vùng mục tiêu 32 thì có thể dự báo chỉnh lại đây, chỉnh lại test lại cái vùng ở đây, test cung đẹp nhất ở khoảng vùng 28. Nhưng trên thực tế các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là cổ phiếu chỉ test cung này, những cái điểm test cung của SNZ rất là đẹp, test về khoảng vùng 30. Test về vùng 30 và sau đó thì cổ phiếu này tiếp tục hoàn thành vùng giá mục tiêu đi lên, thì những anh chị đang nắm mã cổ phiếu này thì có hỏi Hùng là bây giờ thì cổ phiếu nó sẽ đi về đâu, thì bây giờ là gọi là lái kéo về đâu thì biết về đấy thôi. Những cái điểm trả cung này không gãy, bây giờ như vậy là vùng 32 không gãy thì xu hướng sẽ kéo chạm vùng 38, đang là đi về vùng 38 đến vùng 4x, 38 đến vùng 4x, như vậy là cũng rất là khỏe bởi vì lịch sử tạo lập của mã cổ phiếu này cũng rất là kinh khủng luôn đó. Còn nếu trường hợp như mà gãy vùng 32 thôi chúng ta chốt hạn, nó vẫn còn SZC thì bây giờ đang gặp cản khó ở vùng 28.5 và đây bây giờ nó đang có những điểm trả cung. Những cái điểm trả cung này thì các anh chị lưu ý là vùng những cái điểm trả cung này của cổ phiếu thì không được gãy đây nhá, không được gãy vùng 26. Không được gãy vùng 26 và có thể nó sẽ ở trong cái biên này thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Trường hợp nếu như gãy vùng 26 thì chúng ta sẽ bán hết và như vậy thì tạm thời như vậy là chúng ta cũng bằng lòng với một cái nhịp đánh của SNZ đã phân tích rất là khủng luôn. Còn maximum thì sẽ chạm được về khoảng vùng 30. SZC rồi. GIL
Đối với mã cổ phiếu GIL cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ mạnh, cực kỳ khỏe mà chúng ta cũng đã có những cái phân tích từ GIL rất là sớm, đâu đó từ vùng 17 đến vùng 18, các anh chị có thể xem lại lịch sử và đến bây giờ nó là vùng 24. Bản thân GIL thì vẫn tiếp tục có những cái nhịp tăng rất là đẹp. Ở đây thì Hùng có nói đến việc là GIL không gãy vùng 23 thì xu hướng có thể sẽ đánh chạm về vùng 26, và mục tiêu trước mắt thì GIL sẽ chạm vùng 26. Vượt thoát vùng 26 thì có thể là sẽ có những cái điểm đánh tiếp theo, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ nói đến vùng 26 đã. Sau một phiên tăng mạnh thì GIL sẽ có những cái điểm test cung, và những cái điểm test cung này không gãy vùng 24 ở đây rất là đẹp. Nếu như vùng 24 không bị gãy, anh chị lưu ý như vậy thì cơ hội về vùng 26 nó chỉ còn là thời gian thôi. Mã cổ phiếu DTD cũng là một mã cổ phiếu cực đẹp mà Hùng có phân tích, có đánh giá định lượng cho các anh chị về nhóm ngành khu công nghiệp, và đến bây giờ thì nó có đẹp không anh chị? Gần như là nó đi về mọi mọi thời đại rồi. Đó, và mục tiêu về vùng 18 đã hoàn thành trong tuần. Đó, trong tuần trước thì Hùng có phân tích về vùng 18 và tuần này thì nó hoàn thành mất rồi. Hoàn thành vùng 18 thì các anh chị đây, khi mà các anh chị về với team của Lê sẽ có những cái phân tích về DTD một ngày trước đó, không test vùng 18 mà không gãy vùng 18 thì sẽ xu hướng về vùng 21 đó, thì đã cập nhật cái target tiếp theo về vùng 21 rồi, và chúng ta sẽ chờ target tiếp theo của vùng 21 của mã cổ phiếu DTD rất đẹp, những điểm test không gãy vùng 28. Ok, tiếp theo một cái mã cổ phiếu nữa về nhóm ngành khu nghiệp đó là D2D. Thì hiện tại D2D là ủng trong cái nhịp vừa rồi là không có khuyến nghị đầu tư, nhưng một số cái tài khoản thì có tham gia nhưng tham gia vị thế ít, thì D2D là vùng 51.5 là hỗ trợ, vùng kháng cự của D2D là vùng 65. Bản thân trong phiên ngày hôm nay D2D chạm vùng kháng cự đây, chạm vùng kháng cự thì D2D sẽ kịch bản cho em đấy nó như này, vừa là điểm test cung vừa là chạm chạm hỗ trợ thì chúng ta sẽ có khoảng vùng 62.5. Cổ phiếu này sẽ có những cái điểm trả, có thể là sẽ có những điểm trả cung vùng 62.5 không gãy và lực cầu quay trở lại thì DHD sẽ có một nhịp đánh tiếp, đánh vượt thoát đỉnh 65 và đi về về vùng 70 đến vùng 75 ở trong nhịp đánh này. Như vậy là dư địa của DHD trong nhịp này thì DHD chạy sau cùng, nên là chính vì vậy nó chạy sau cùng nên là nó sẽ tăng sau cùng thôi, thì DHD vẫn là trong nhịp này là đẹp. Anh chị lưu ý giúp vùng vùng 62.5 có thể tham gia thêm nếu đang còn vị thế. Cổ phiếu BCM. Ok, BCM thì hoàn thành cái vùng 30 rồi các anh chị, và bây giờ thì cái mã cổ phiếu này thì nó cơ bản là nó cứ lình xình vậy thôi. Maximum có thể chạm lên được đến khoảng vùng 32 đến vùng 33 này này. Đó. Thì chúng ta đánh từ vùng 24 lên vùng 30 là tăng được 8.000, như vậy chúng ta cũng đã đạt được với tỷ suất lợi nhuận. Ok, tuần này có quá nhiều vấn đề và có nhiều cổ phiếu và có nhiều ý đồ nên là cái bản tin của chúng ta bị dài hơn một tí. Các anh chị cũng biết là Hùng nói 1 tiếng 50 phút liên tục như vậy để đưa đến cho các anh chị những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường, với một mong muốn là chúng ta sẽ trưởng thành hơn, chúng ta sẽ lớn dần hơn, và khi các anh chị về với team của Hùng Lê, về với kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta sẽ tránh được những cái rủi ro, và rất là mong những cái góc nhìn của Hùng sẽ giúp ích cho anh chị em trong cái quá trình đầu tư. Bản tin của chúng ta đến đây là hết, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo. Chúc tất cả những anh chị em có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.